nhưng mà tín hiệu Ừ Facebook của rồi, ok. em cà lắc không được. Ok nha, anh cũng Dạ thôi cứ làm đi anh, chắc là kênh của anh được thì mình cứ đi, nó cứ đi thôi. Rồi, chàng Ngốc Già và Đức Đức Nguyễn mến chào các bạn ha. Đức thì một số bạn đã biết lâu rồi, những bạn nào mà follow mình với Đức là cứ cuối tuần thứ bảy, trước thứ bảy và hôm nay thì là chủ nhật đó, thì tụi mình có làm một cái show gọi là tiền dại tiền khôn, những cái chủ đề liên quan đến về tài chính ha. Đại khái là làm sao mà bớt dại trước tiên đúng không? Rồi sau đó thì khôn thì tính 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 sau, nhưng mà bớt dại trước cái đã, phòng thủ trước cái đã. Đấy thì hôm nay trong cái câu chuyện mà mình với Đức chia sẻ, thì Đức là cũng là một coach về 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 tài chính, hiện đang ở Việt Nam ha. Còn chàng Ngốc Già thì đang ở cách Đức tới 12, khoảng 12.000 cây số đường chim đi bộ đó. Rồi thì chủ đề ngày hôm nay tụi mình chia sẻ với mọi người đó chính là cái tiền ít làm sao mà đầu tư, đúng không? Cái câu hỏi này mình nghĩ rất là nhiều người, tại phần lớn chúng ta là trong cái nhóm gọi là thường ở trong phân 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 tầng của xã hội, nó sẽ có một cái số ít rất là giàu ha. Rồi xong rồi chính chính xuống tới một chút xíu nó phình ra một chút là khá giả, rồi xuống một chút xíu nó rất là phình cái to lắm, đó chính là cái số đông là thu nhập vừa phải ha, trung bình và trung bình thấp, và số ít dưới nữa là rất là ít, nó top lại đó là nghèo đó. Thì phần lớn là cái phân tầng về cái cấu trúc dân số, về xã hội và thu nhập nó như vậy. Thì phần lớn những cái người mà làm công ăn chuyện làm gọi là đi làm nó Đức ha, đi làm gọi là mình dùng cái từ là đi làm thơ. Nói đùa gọi là đi làm thơ, mà nói theo tiếng Phú Yên Tuy Hòa gọi là đi làm thơ là đi làm thuê đó. Là mình làm công cho người khác, mình làm từ 9 giờ, người ta gọi là 9 to 5, là 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, mình nhận cái mức lương cố định, rồi cuối năm thì có thể có một cái lương tháng tháng thứ 13 thưởng gì đó. Thì nó rất là thường nó gói ghém trong cái phần đấy đúng không, và không có nhiều để dành ra đầu tư, nhiều khi thấy còn để dành nó ít. Hiện tại là em đang đứt liên lạc với anh Chí rồi. Rất xin lỗi cả nhà là hiện tại tín hiệu chắc đang có vấn đề gì đó cho nên là nó ao mất phía anh Chí hay là đứt bị ao rồi. Rớt Đức ơi. Dạ ok, chắc là Sao cái kỳ vậy thằng ta? Streamlabs, Hả? này em đoán là nó xử lý cái mà cái location cách biệt nhau quá, kiểu này nó không xử lý được hay sao á, tức là cái server của nó có vấn đề Anh đoán vậy, anh giữa đoán Việt vậy. Nam với Pháp. Ừ, anh đoán vậy, có nghĩa là cái server nó làm cho anh bối rối đúng không? Tại vì ảnh luân chuyển như vậy thì ảnh bị bối rối cái chuyện mà server. Tới phiên bây giờ thì ô mà em lại có hai các cái app kia chưa? App gì anh hả? Trên 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 Facebook nó có lại bình thường không? Dạ không, Facebook của em hồi nãy giờ là treo luôn rồi. À, gì, Ở bây giờ dưới. anh update lại cái Facebook với lại của em thử coi thử nó có được hay không. Anh vừa reconnect lại. Và bây giờ em thấy không, của anh thì nó lại mất cái gì đấy? Mất mất sao? Background. Nói chung là cái này là phải được là độ lắm với lại các khán thính giả của mình là yêu thương lắm thì mới tha thứ cho anh em mình kiểu này. Bắt đầu nó bị một rưỡi mà cứ mà đã vậy bỏ ra cũng cũng một năm cũng 6 7 triệu chứ có phải là rẻ đâu, để có phải là anh em mình đi xài đồ miễn phí hay là đồ crack đâu sao mà. Bởi vậy
Là anh Huấn Bùi kêu là không cần bắt trao đâu, để cũng để chạy. À vậy hả? Ừ đấy, mình mọc thôi đó. Ok. Công nhận cái tính cái có thể là do cái server của nó kém quá. Nó chọn server nằm bên đó thì nó lại xa em, hay là nó không có chọn server Đúng là Kiên rồi. Giang, kiểu kiểu vậy. Chắc Ví dụ như ổng cũng biết. là của em. Như của anh bấm lên sao nó cũng chưa hiện lên luôn đây. Đó, lúc nãy em bị cái chỗ đó, bị cái món đó đó anh. Như anh bấm lên cái chọn cái background đó nó không Đó, cho. lúc nãy em bị đó. À ok rồi, thế thôi mình tiếp tục câu chuyện của mình đi. Dạ thôi, cứ bước qua câu chuyện đi, cái mấy này là lỗi kỹ thuật. Ý anh nói đấy, cái câu chuyện là rất là nhiều người ở trong đi làm ở cái profile đó là đi làm hàng ngày đúng không Đức ha, nghĩa là đi từ sáng gọi là chín do bên này nó gọi là 9 to 5 đó, từ 9 giờ sáng làm đến 5 giờ chiều về, hàng tháng nhận lương đều đặn nhưng mà rồi có dư ra một chút xíu đó thì lại thấy nó ít quá, không có đáng để mà đầu tư. Nhưng mà thật ra trong cái chuyện đầu tư thì nó có những cái mà đơn giản như đang giỡn vậy đó, nghĩa là đơn giản hơn 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 nhiều người nghĩ ha, và lo sợ đúng không Đức ha. Đấy thì một cái yếu tố đầu tiên đó là phải có được cái gọi là có một cái khoản thừa ra để đầu tư đúng không, dù cái khoản đó nó rất là nhỏ. Tại vì trong đầu tư nó có cái số tiền mà mình muốn có được ở trong tương lai đó, thật ra thì nó phụ thuộc vô nhiều yếu tố lắm. Có lần cái lần nào đó mình với Đức cũng có nói một cái show đúng không nhỉ, Dạ đúng rồi, có trong thì mục sau mình có phân tích ra những yếu tố của nó. tương lai của đồng tiền đó thì thứ nhất là Số tiền mình để dành, có thể dành đúng dụm ra được rồi, số tiền mình để và dành cái vô khoảng thời gian của mình là tích lũy nè, rồi đúng cái rồi suất lời của nó nè đó. Ví dụ đúng đó là rồi một đó. yếu tố. Đấy, đây là ba cái yếu tố rất là quan trọng. Và cái chuyện đầu tư đó thì nó không chỉ là mình đầu tư một lần đúng không, đâu có phải là chỉ có một cái cục tiền đó, ví dụ như tháng mình để dành ra được 2 triệu mình đầu tư vô 2 triệu là chỉ đầu tư 2 triệu đâu đúng không, 2 triệu này thì tháng sau lại cũng có đó, tiếp 2 triệu nữa rồi tháng sau nó tiếp 2 triệu nữa. Và để mà thật ra thì nhìn lại ai mà hồi nhỏ mà từng để trong cái bùng binh đó, hay gọi là cái bùng binh đúng không nhà Đức, nhà chỗ Đức có gọi gì không, cái con heo đất á, gọi là bỏ bùng binh đó, ở quê mình Không, gọi bên là em bỏ bùng binh. dạ chỗ em vẫn gọi là heo đất, bỏ Heo đất lợn. hả? Ở mình gọi là bùng binh bỏ vô trong đó đó, thì đến cuối năm mà gần Tết mà đập ra một cái, trời ơi, có nghĩa là hầu như ai cũng bất ngờ thật sự. Đối với mình, trẻ con nào hay là người nào mà cứ bỏ tiền vào như vậy đó, đến lúc mà mình mở ra một lần á, là mình bị choáng luôn á, mình choáng cái Em vẫn mình tin cái cái trình độ em vẫn tin cái câu là kiến thanh lâu cũng mà cũng đầy tổ mà. đấy, có nhiều người không 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 hình dung rằng là trong cái tổ kiến nó có nhiều như vậy đúng không. Và mình để dành như vậy xong đến lúc mà mình mở ra cái tài khoản đó hoặc là mình đập cái con heo đất ra, mình bản thân mình còn bất ngờ mà, tại vì mình biết là mình bỏ số tiền nhưng mà không ngờ sau một thời gian nó lại nhiều như vậy. Nhưng mà cái đấy chỉ là mới cái phần để dành thuần túy thôi, chưa có cái yếu tố sinh lời gì ở trong đó đó Không nha, có có nghĩa là đẻ gì hết á, không đẻ gì hết á. cái đó là không biết đẻ gì hết đó, cái đó chỉ là mới 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 để dành thôi. Đấy, cho nên là quay lại cái câu chuyện là cái công thức là để mà cái số tiền mà mình có được ở ở ở trong tương lai đó thì nó rất là quan trọng ở cái chuyện là mình để dành định kỳ đúng không. Định kỳ của mình có thể là theo tuần, có người thì tích theo tuần, có người thì tích theo theo tháng, đấy, có người thì tích theo theo quý đúng không, nhưng mà thường thì nó đi theo cái thu nhập những cái người mà trong cái profile, cái nhóm mà mình đang nói ở đây thì tốt nhất là nên theo tháng đúng không. Và cái cách thì Đức cũng có chia sẻ rồi, có nghĩa là nên để dành trước, phải leave under your means, có nghĩa là cái tiền mà mình tiêu nó phải ít hơn cái tiền mình kiếm được. Đấy thì đấy là cái nguyên tắc. Thì Nó bây có một giờ nếu cái mà tiền đầu tư theo Đức đầu tiền nhỏ thì đầu tư làm sao? em nghĩ là nếu mà trước khi đầu tư thì mình phải cần một vài yếu tố trước khi đầu tư, mình lùi lại một xíu, chứ mình đừng nghĩ rằng là đầu tư là mình cứ nhảy vô một cái. Mình phải nghĩ là đầu tư cái gì, mua con gì, bán cái gì liền. Mà cái đầu tư đầu tiên á, mình bước vô, nhất là mình là cái người mà mình không có thời gian, với lại đầu tư nó là công việc tay trái của mình,
thì cái đầu tiên là mình cần phải hiểu rõ nhất về bản thân của mình và mình muốn điều gì. Bởi vì đôi khi có những cái thứ mình muốn có nhiều cách để mình đi tới đó, chứ không nhất thiết là mình phải đi đến đó theo cái cách mà người ta nói với mình. Ví dụ thôi, mình nói rằng là mình muốn hạnh phúc, hay là ví dụ mình nói là mình muốn tự do, đôi khi không nhất thiết là phải có tự do tài chính thì mới đến được tự do đó. Hoặc là ví dụ như tự do đó là 100%, thì đôi khi ở ngay cuộc sống này mình có thể tìm cách để mình có được khoảng chừng 70-80% tự do rồi. Hoặc là ví dụ như mình nói là mình muốn hạnh phúc, thì không nhất thiết là phải khi tôi, tức là mình hay bị cái là khi tôi có đủ tiền như thế này thì tôi sẽ bắt đầu tự do, tôi sẽ bắt đầu hạnh phúc. Khi tôi mua được cái xe, khi tôi mua được cái nhà thì tôi sẽ hạnh phúc. Đúng không? Mà đôi khi đó là hạnh phúc, đó là cái lựa chọn nhỏ nhỏ buổi sáng. À, buổi sáng hôm nay tôi lựa chọn là tôi sẽ hạnh phúc, và bởi vì tôi lựa chọn tôi hạnh phúc cho nên là tôi lựa chọn tôi làm những việc mang lại hạnh phúc cho tôi, mang lại giá trị cho tôi. Nên là cái đầu tiên rất là quan trọng, đó là hiểu được là mình muốn gì, mình muốn gì và mục đích của mình đầu tư để làm gì. Mọi người rất là hay bị cái tội chung chung đó là đầu tư là để kiếm tiền. À, ai cũng nghĩ vậy. Vậy thì tiền bao nhiêu là đủ, và kiếm tiền xong thì mình để làm gì? Đó, cái đó, cái yếu tố đầu tiên đó là mình có mục tiêu rất là rõ ràng để có cái phương hướng để mình đi. Giống nhiều người nói tôi thích đi du lịch đúng không Đức, mà hỏi ủa rồi đi đâu? Dạ. Đó, nó là à em thích du lịch lắm, nhưng mà hỏi, ủa rồi em thích du lịch thì em thích đi đâu đúng không? Rồi em đi thích theo đi theo hình thức gì? Đấy, nó thiếu cái sự cái chi tiết đúng không? Dạ. Mà khi mà mình không có cái mục tiêu rõ ràng mà cái điều mình muốn đó, và mình có phải biết rằng là mình muốn điều đó và muốn trong khung thời gian nào. Nếu mình không biết cái điều đó thì khi mình đầu tư xuống nó rẻ, rất dễ là gì, mình sẽ gánh chịu những cái bất an ở bên nó rất là nhiều. Bởi vì ví dụ như là mình muốn đầu tư để mình kiếm được lợi tức 10%, nó khác là mình muốn đầu tư để kiếm lợi tức là 50%. Mình muốn đầu tư để mà mình kiếm được 5 tỷ, 10 tỷ, nó khác là mình muốn đầu tư là để là sắp tới mình đủ số tiền để mình làm cái này cái kia. Thì mình biết chính xác trên cái con đường mình đi, mình biết đúng cái tốc độ mình đi thì cứ thế mình đi thôi, đúng không? Cho nên là mình sẽ đỡ gánh được cái chuyện đó. Nên là cái yếu tố đầu tiên là mình cần hiểu về bản thân của mình có những cái lợi thế gì. Giống như là những cái chương, cái bài trước anh em mình hay chia sẻ đó, đó là mình hiểu về cái vốn bản thân, vốn cá nhân của mình đó. Sau đó thì khi mình đã hiểu hết điều đó rồi thì cái thứ hai đó là mình cần là gì. Mình cần đó là cái lúc nãy anh chị có nhắc là muốn đầu tư thì nó phải có tiền dương trước. Mà tiền dương mà đợi khi tiền dương khó lắm. Nó có một cái quy tắc, nó gọi là quy tắc Parkinson. Parkinson có nghĩa rằng là cái nguồn lực người ta sử dụng á, nó sẽ mở rộng tương ứng với nguồn cung. Nó sẽ mở rộng tương ứng nguồn cung, tức là khi mà chúng ta có nguồn cung lớn là bằng cách nào đó chúng ta sẽ sử dụng lớn à. Cho nên là nếu mình ok là tôi muốn một tháng tôi có 2 triệu để đầu tư thì không cần biết lương của bạn bao nhiêu hết. Bạn cứ khi có thu nhập là phải trừ đi khoản đầu tư trước, bỏ qua một bên rồi phần còn lại mới chi tiêu. Bằng cách nào đó chúng ta cũng biết cách co với đúng số tiền đó à. Cho nên là mình phải cần có cái đó mà mình hành động. Mình làm cái thứ hai đó rồi thì khi mình có cái dòng tiền dương thì cái trước khi mình nghĩ tới chuyện đầu tư thì mình cần phải xây dựng cái đáy tháp tài sản nó vững vàng trước anh chị ha. Hôm bữa anh em mình có chia sẻ về đáy tháp trước. Dạ, vậy thì đáy tháp mọi người nhớ rằng là cái bên dưới cùng của đáy tháp đó là chính là gì? Đó chính là cái vốn con người của mình, tức là mình đầu tư vào những cái kỹ năng của mình và cái kiến thức của mình trước, rồi sau đó thì mình cần đầu tư vào tài sản phòng vệ. Ví dụ như là mình có một cái khoản dự phòng khẩn cấp là cái yếu tố đúng tiên rồi. Quyết mình phải có. Thứ hai là mình có một cái bảo hiểm đó. Thì khi mình có được cái cấu trúc tài sản nó vững chắc thì khi mình đầu tư nó sẽ rất là an. Còn nếu mà khi mình không có cấu trúc tài sản vững chắc, vậy khi mình đầu tư mình sẽ bị hụt đầu này thiếu đầu kia, mình lo sợ, mình sợ hãi lắm. Bởi vì cái tiền này của mình là ví dụ như là tiền để ngày mai mình làm gì đó, ngày mốt mình làm gì đó, thế mình cầm đi đầu tư là mình thị trường nó lên xuống một cái là mình sợ liền. Mà cái chuyện mà biến động của thị trường là cái chuyện đương nhiên anh chị ha. Đó, rồi cái nữa là lúc nãy anh chị có nói đó là lúc mình đi làm thơ đó anh chị. Thì thường á là mình đi làm thơ thì mình cũng phải biết cái tận dụng cái sức mạnh của mình, đó là cái tổ chức của mình hãy xem thật kỹ xem cái tổ chức của mình họ đang có những cái chương trình ưu đãi gì cho nhân viên của mình hay không. Mà em để ý là hồi xưa em đi làm cũng vậy, em thấy là những tổ chức hay có những cái gói phúc lợi mà nếu mình không hỏi thì chẳng ai nói. Nó vui vậy. Em ví dụ như mình đang làm một tổ chức tài chính, con có khóc thì mẹ mới cho bú chứ. Đúng rồi, con khóc thì mẹ bú. Ví dụ như là khi mình làm tổ chức tài chính, hồi đó em đi làm ngân hàng đầu tiên em làm lãi suất nó cho vay nó đâu không 1.2% à. Rồi sau đó thì lãi suất ngân hàng mới đây em làm thì nó 4.5. Hoặc là họ có những cái gói phúc lợi, họ đang hợp tác với bên nào đó, mình xem những cái gói đó mình đã tận dụng được tối đa những cái gói mà công ty cung cấp sẵn cho mình chưa. Phải tận dụng hết toàn bộ cái gói đó trước. Rồi sau đó em tin rằng là một cái tài sản mà mình nên đầu tư mà gọi là ưu tiên hàng đầu luôn anh chị, trước khi mình nghĩ tới cái phân lớp tài sản, bốn phân lớp tài sản mà bữa anh em mình chia sẻ đó, đó là mình cần nên đầu tư, đó là đầu tư vào cái đáy tháp, tức là mình đầu tư vào cái bản thân của mình. À, anh chỉ ví dụ như vậy,
bình thường anh em mình đi làm ví dụ như vậy thôi, một tháng mình đi làm 20 triệu, nhưng mà nếu mà mình tin rằng là cái tiềm năng mình nó còn lớn lắm, vậy thì nếu mà mình đầu tư vào thêm cái kỹ năng của mình, cái trí tuệ của rất xin lỗi cả nhà, anh chỉ lại ao mất rồi. Ủa? Ok, bây giờ anh lại vô được. Mới vừa rồi em mất tín hiệu của anh. À vậy à, ừ, anh cũng thấy thế. Dạ. Thì em ví dụ như mình đầu tư vào, ví dụ mình đầu tư vào một cái khóa học đi, ví dụ như mình bỏ ra có 10 triệu, nhưng mà sau đó cái thu nhập mình tăng 20%, tức là tự nhiên mỗi tháng mình có thêm 4 triệu, thì anh thấy là cái đầu tư đó là cái đầu tư nó cực kỳ an toàn không? Và mình mang là cái nguồn lợi nhuận, nó gọi là nguồn lợi nhuận vô hạn luôn từ phía sau, đúng không anh? Cho nên là em nghĩ là cái đầu tư vào bản thân là cái đầu tư mà gọi là cái tiên quyết lựa chọn đó, để đầu tư vào mình xem cái công việc của mình đã phát triển hết tiềm năng chưa, hoặc là còn những vị trí để lên hay không, làm thế nào để tăng được chính cái lương của cái công việc mình đang làm á, hiệu quả công việc hơn. Thì em nghĩ là cái đó là những cái yếu tố đầu tiên để mà anh em mình cân nhắc trước đó anh chị. Ừ. Dạ. Rồi thì bây giờ quay lại cái câu chuyện là bây giờ đi vào trong cái bây giờ những cái yếu tố mà điều kiện Đức nói là thỏa mãn được rồi ha, có nghĩa là có được một cái khoản để dành riêng ra từ cái khoản thu nhập của mình hàng tháng, đúng không? Nhỏ lớn gì không được, nhưng mà mình có thể điều chỉnh nó. Miễn là có. Đúng rồi, miễn là phải có. Rồi sau đó thì là mình phải test nha. Thật ra nãy Đức nói cái luật gì đấy Parkinson mình nghe thoáng qua đó, nhưng mà phải thử cái ráng một chút á, có nghĩa là con người của mình vậy chứ, mà có cái độ ráng cũng tốt lắm nha. Dạ, cực kỳ tốt. Có nghĩa là ráng một chút đi, nhưng mà ráng mà mình thấy mà mình không nổi nữa thì ok, thì lúc đó hãy dừng. Ừ, chứ đừng có thấy mà không dám ráng. Có nghĩa là ví dụ như mình thử, các bạn nào nói là lương của thu nhập của tụi em bây giờ một tháng 10 triệu, em để dành được 2 triệu, các bạn thử lên 2,5 triệu thử. 2,5 triệu thử thì với cái phần còn lại đó, cái sinh hoạt của mình nó có thay đổi, nó có khó khăn gì hay không, đúng không? Và nếu mà mình thay đổi lên 2,5 triệu mà mình thấy vẫn ok, mình có thể tiết kiệm được cái khoản này khoản kia nữa, ráng thêm lên thử 2,7 triệu thử được không, tháng sau ví dụ vậy đấy, thì nếu mà mình có thể kiểm soát được cái mức mà mình đặt vô trong một cái điều kiện mà mình phải cần có cái sự chủ động hơn đó. Mình tiết giảm hơn đó. Đó thì lúc đó cái số tiền mình nó sẽ tăng thì tiết kiệm được nó nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà còn một cái nữa là cái số tiền mình nó tăng nó giống như phép toán cộng trừ vậy thôi, đơn giản cộng trừ. Mình muốn mà cái hiệu số của nó mà nó tăng lên đó, thì hoặc là cái số bị trừ nó ít lại, đúng không? Hoặc là cái số trừ nó phải to lên, thì mình chỉ có là mình sẽ tăng cái thu nhập. Thì cái phần mà tăng thu nhập thêm trong cái chuyện đầu tư cho bản thân, thăng tiến trong nghề nghiệp, hoặc là kiếm những cái việc làm thêm side job, đúng không? Nhiều bạn cứ hỏi là tiền ở đâu, tiền ở đâu, thì mình phải đặt câu hỏi là tại sao người khác kiếm được tiền, đúng không? Trong cái chuyện đơn giản như vậy, ví dụ như vẫn có người, tại sao họ vẫn làm văn phòng hàng ngày mà sau đó thì họ vẫn có thêm cái công việc bên ngoài thêm, đúng không? Họ có thể có được việc. Các bạn nói em đi làm công nhân thời gian nó kín mít luôn, là thời gian đâu. Ủa, nhưng mà có những người ta vẫn đi làm xưởng trong tuần, đúng không? Rồi xong cái thời gian rảnh thì họ vẫn làm một cái chuyện khác lên, họ có được cái thu nhập. Nói chung là mình đặt con câu hỏi, mình tìm con đường đi thì mình sẽ tìm ra được. Còn nếu mà mình chỉ ngồi im mà mình không có hỏi han, mình không có đụng chỗ này chỗ kia thì không bao giờ mà có được. Dạ. Giả sử là các cái điều kiện đó là đã thỏa rồi nha. Có nghĩa là có được cái khoản dư rồi, mình có được cái thói quen tiết kiệm rồi, mình chuẩn bị các cái lớp tài sản phòng vệ ở dưới nền tảng là xong rồi, bây giờ đầu tư ở đâu? Thì tiền nhỏ đó thì hiện giờ nó vẫn có nhiều cách để đầu tư chứ không phải là không, đúng không? Và cái cách mà đơn giản nhất là nhiều người làm, có nghĩa là bản thân cái chuyện tiết kiệm không thì nó cũng đã là một cái đầu tư rồi, và tiết kiệm vô trong những cái loại tài sản mà nó chống được cái lạm phát đó, ít hay nhiều thì không nói, nhưng mà nó chống được lạm phát thì cũng đã coi như là đầu tư rồi. Ví dụ như là một tháng có những người chỉ có thói quen là thích vàng, thích cóp nhiều khi là một phân một vàng, nửa chỉ. Vàng nửa chỉ, năm phân đó là nửa chỉ đó, thì vàng nhẫn cũng được, cứ góp góp lại. Nhưng mà sau một năm, sau năm năm, sau 10 năm nhìn lại là mình còn cũng choáng với bản thân mình luôn đó. Rồi có những người khác thì mở sổ, đúng không, cứ tiết kiệm gì đó, có thể là gửi tiết kiệm trong ngân hàng đấy. Rồi bây giờ thì các bạn biết rồi, cái thị trường
thị trường tài chính nó bây giờ nó đã ở Việt Nam cũng có nhiều cái phát triển rồi đúng không? Có nhiều cái đơn vị họ cung cấp các dịch vụ, ví dụ như là những cái bạn mà ở thành phố này kia có hiểu biết, có cái điều kiện tiếp cận nhiều đó thì có thể mở một cái tài khoản đầu tư chứng khoán đúng không Đức? Đúng không? Dạ. Nghĩa là mình chọn một cái chỉ số chứng khoán, sau đấy mình cứ tích lũy từ từ cùng với lại cái sự đi lên của kinh tế Việt Nam. Rồi có những cái một số bạn khác thì bây giờ có những cái công ty nó gọi là fintech, mà trong cái đầu tư nó gọi là bây giờ một cuộc cách mạng đó. Hồi xưa đầu tư là chỉ dành cho những người có tiền thôi, còn bây giờ tiền nhiều thôi, còn bây giờ ít tiền vẫn có thể đầu tư được. Nó có một cái hình thức nó gọi là fractional, có nghĩa là đầu tư theo fraction, có nghĩa là chia nhỏ cái đó ra đấy, chia nhỏ một cái khoản đầu tư đó ra. Thì mình vẫn có thể là sở hữu một cái loại chứng khoán nào đó với một cái số tiền tiền nhỏ đấy, thì nó gọi là cái hướng gọi là fraction đấy. Thì đấy là cái mà về cái cách đầu tư, không biết Đức còn có cách nào biết thêm có thể chia sẻ với mọi người. Dạ, thì ý là cái khi mà mình lựa chọn gọi là hành đầu tư nào, mình phải nhớ rằng là mình đang làm gì, tức là mình đang là cái người đi làm thơ, tức là mình đang làm cho một cái công ty nào đó, thì mình nguyên tắc là ăn cái rào phải rào cái đó trước. Tức là mình có đầu tư hay cái gì nữa, không bao giờ nó được ảnh hưởng hay nó conflict, tức là nó có cái mâu thuẫn gì với cái công việc chính của mình đang làm cả. Là công việc chính của mình là phải đảm bảo làm tốt, hoặc là phải làm tốt hơn nữa cơ. Rồi sau đó tức là những cái loại hình mình lựa chọn. Ví dụ cái loại hình mình lựa chọn đầu tư một loại hình nào đó mà nó ảnh hưởng tới cái độ tập trung, hay là ảnh hưởng tới thời gian công việc của mình, là cái đó mình phải cân nhắc là mình không được sử dụng cái loại đó. Bởi vì đôi khi nó là sẽ là mất luôn cả chì lẫn chài. Là cái mình lựa chọn. Vậy thì nếu mà với cái mà Đức vừa chia sẻ thì tức là mọi người nên là khi mà mình là đang đi làm thuê thì mình tránh những cái là hình thức đầu tư mà nó yêu cầu mình là phải market timing, tức là mình phải đi canh thời điểm thị trường mà nó rất là chính xác đó. Thì cái tất cả những hình thức là market timing như vậy là nó sẽ ảnh hưởng tới cái dạng mà đầu tư tài trái của mình ngay lập tức. Cái đó market timing nó chỉ dành cho những cái người mà đó là công việc chính của họ luôn thì mới nên làm, thì đó mình nên tránh những cái thể loại đầu tư nó như vậy. Thì ví dụ nếu mà khi nói như vậy thì một trong những cái hình thức đầu tư như vậy là cái mà anh Chí cũng chia sẻ đó, hình thức đầu tư SIP anh Chí ha, tức là systematic investment plan, tức là đầu tư mình gọi là theo tích lũy định kỳ. Tích lũy định kỳ thì đây mà có nhiều loại tích lũy, giống như nãy anh Chí có chia sẻ đó là chúng ta có thể tích lũy định kỳ theo ví dụ chúng ta mua vàng, hoặc là chúng ta tích lũy định kỳ theo kiểu là chúng ta mua những cái mã chứng khoán. Nhưng mà thực ra là khi tích lũy định kỳ, một trong những yếu tố rất quan trọng của mọi người đó là chúng ta phải sử dụng những cái loại tài sản nào mà nó ít bị phát sinh cái phí trong quá trình mình mua, nó càng ít càng tốt. Như vậy thì ví dụ như trong những cái loại mình tích lũy thì ví dụ mọi người cũng là quỹ mở, nhưng mà nếu mình chọn ETF thì ETF cái phí mà nó trả của mình hàng năm á, nó nhỏ hơn là các loại quỹ mở một xíu đó. Thì đó thì đi qua năm mọi người biết cái sức mạnh của loại kép nó kinh khủng như thế nào rồi đó, thì cái tích lũy định kỳ đó cũng là một cái hình thức mà rất là phù hợp với mọi người. Tuy nhiên nó không có nghĩa là tích lũy định kỳ theo một cách là mình chỉ có nhắm gọi là tối mặt tối mũi, mình tích lũy là tháng nào cũng mua đều cái vả. Bởi vì khi tích lũy định kỳ mình biết rằng là mình cũng phải có những cái kế hoạch để mà ví dụ cái loại tài sản mình lựa chọn là như thế nào, những loại tài sản lựa chọn như thế nào. Mọi người nên là cái gì, có những chuyên gia trên mạng á họ đã có sẵn mấy cái đó rồi thì mình đi vô mình tìm hiểu, khỏi phải mất công mà tìm ấy, mình coi cái nào phù hợp nhất với mình thôi. Cái thứ hai là mình cũng phải có những cái kế hoạch để mà ví dụ kế hoạch exit của mình là gì, tức là kế hoạch thoát ra vị thế đó là gì, kế hoạch của mình đóng vị thế là gì, kế hoạch để mà mình quản trị rủi ro là gì, chứ không phải là giống như là một số bạn mà khuyên mọi người là cứ mua đều đặn không cần biết lên xuống gì hết cũng mua hết cả. Ví dụ như mọi người lên một kế hoạch là khi mà tôi tích lũy như vậy mà nếu mà cái lợi nhuận của toàn bộ danh mục của tôi mà nó gấp khoảng chừng 3 đến 4 lần lãi suất ngân hàng thì mình biết rằng là likely lúc đó thị trường nó nằm ở đâu đó là nó nằm ở gần đỉnh, thì chúng ta có thể là gì, exit hết toàn bộ, sau đó chia nó ra thành 12 phần và vô lại từng phần lại như nhau đó. Thì cái đó là cái hình thức mà nó đầu tư nó sẽ tương đối là phù hợp với những cái người mà làm văn phòng anh chị ha. Nhưng mà nó quan trọng đối với là khi mình mua đầu tư hay tích lũy gì mình phải biết là mình tích lũy để làm gì. Em ví dụ như là mình nói là mình tích lũy khi nào mình đạt được 1 tỷ để mình mua cái xe, thì vậy thì đúng 1 tỷ để mua cái xe thì mình ra. Hoặc là mình nói là mình tích lũy khi mình đạt được cái mức lợi nhuận như thế này thì mình ra. Tức là mình phải có những cái mục tiêu đó rất rõ ràng. Có nghĩa là gì? Lúc nãy Đức nói mọi người là đầu tiên là mục tiêu. Cái thứ hai là mọi người phải có cái chiến lược đầu tư cho mình. Ví dụ đó là lúc nãy Đức nói là chiến lược ở đây là gì? Chiến lược của mình ở đây là gọi là đầu tư theo tích sản. Cái thứ ba đó là mình có chiến thuật nó gọi là tactic, là chiến thuật.
là cái cách khách sạn đó như thế nào, và cuối cùng từ chiến lược và chiến thuật đó thì nó ra cái gọi là cái gì, cái investment plan, tức là cái kế hoạch đầu tư của mình như thế nào. Mọi người nếu mà chưa có kế hoạch đầu tư thì đừng nên đầu tư. Cách đầu tư thực ra nó rất là đơn giản, một vài yếu tố thôi. Và trong cái chuyện mà đầu tư với những cái người mình có thể gọi là thụ động một chút xíu, đúng không? À, tại vì mình không có nhiều thời gian, mình phải đi làm ở việc ở hãng, ở xưởng, ở cơ quan, ở công ty đồ này kia đó, thì cái việc mà lựa chọn một cái danh mục đầu tư phù hợp với lại cái style của mình, cái đặc điểm của mình đó. Tại vì mỗi người nó sẽ có một cái đặc điểm riêng nha, không thể nào mà copy của cái người khác được đâu. Tại vì mình cũng không biết cái nhu cầu, cái mục tiêu của người khác mà, đúng không? Người khác người ta đặt mục tiêu chỉ là 20% một năm là người ta đã happy rồi. Còn mình thì mình lại kỳ vọng là ôi tôi đầu tư tôi phải được x2 lên, nhân đôi lên này kia, thì nó sẽ khác. Và trong cái chuyện mà đầu tư thụ động như vậy đó thì nên chọn một cái danh mục nó được đa dạng. Dạ, cái đó yếu tố rất quan trọng. Đó, nó được đa dạng bởi vì sao? Bởi vì mình không có thời gian manage nhiều đó, thì mình cần một cái danh mục đa dạng để nó giảm thiểu cái rủi ro. Cái này nó đã được chứng minh trong tài chính rồi ha. Có nghĩa là cái rủi ro của một cái danh mục đó nó sẽ được giảm thiểu khi mà mình có được một cái lớp những cái tài sản bên trong đó, nó đa dạng hóa và nó triệt tiêu cái rủi ro, cái rủi ro cá nhân, cái này rủi ro của từng cái tài sản đó hay là cái cổ phiếu đó. Đấy, thì đơn giản thì thường là mọi người sẽ đầu tư vào các cái chỉ số đấy và các cái ETF đấy. ETF mà nó để giảm được cái giảm thiểu rủi ro. Tránh cái chuyện là mình ít tiền đã vậy rồi mình chỉ đầu tư vô có một hai mã thôi. Có nghĩa là chỉ một hai mã rồi sau đó mình mua và mình hy vọng. Thì kể cả một cái cổ phiếu nó tốt nhá, nhưng mà cái thời điểm mình vào không đúng lúc thì cũng căng, đúng không? Một thời gian, ví dụ mọi người hay nói là ở Việt Nam mình là cứ mua cổ phiếu quốc dân Hòa Phát gì đấy, nhưng mà sau đấy thì có một cái thời gian cổ phiếu Hòa Phát nó điều chỉnh quá trời, đúng không? Đấy thì lúc đó là nếu mà mình chỉ mua có một cái cổ phiếu thôi thì mình lại rất là hoang mang, đúng không? Mà người mới nữa đâu có ai đủ cái bản lĩnh mà có thể là giữ hoặc là mua đều cho đến bây giờ khi mà Hòa Phát nó quay trở lại, ví dụ vậy. Thì cái ý ở đây có mọi người cũng hay argue một cái ý, cái phát biểu của em cũng muốn làm rõ thêm, đó là phát biểu của anh của Warren Buffett á. Ông nói tức là một số cái thuyết thì nói rằng là chúng ta cần phải đa dạng cái đầu tư của chúng ta. Một số người lại nói là chúng ta phải thực sự là phải tập trung thì nó mới mang lại sức mạnh. Ví dụ Buffett là một cái người như vậy. Nhưng mà mọi người để ý nè, Warren Buffett thật ra bản chất Warren Buffett không phải là đầu tư cổ phiếu, mà bản chất của Warren Buffett là đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư vào công ty, đó thông qua cổ phiếu để ông đầu tư thẳng vào doanh nghiệp và công ty và ông có sự chi phối vào trong đó. Còn chúng ta chỉ là những người đầu tư thụ động thôi. Mà khi đã đầu tư thụ động thì chúng ta mất đi rất là nhiều cái phương pháp quản trị rủi ro. Thì trong đó một trong những phương pháp quản trị rủi ro của mình đó là gì? Đó là phân bổ vốn đều đặn, đó là một dạng phương pháp quản trị rủi ro rồi. Thứ hai đó là mình phân bổ các loại tài sản mình mua. Ở thời điểm này anh Chí có chia sẻ với mọi người, ví dụ như là các loại cổ phiếu hoặc là bản thân một ETF là bên trong nó đã đa dạng rồi. Hoặc ví dụ như những bạn trẻ linh hoạt hơn thì mình có thể là mua gì? Vàng vật chất. Hoặc là những bạn mà linh hoạt hơn nữa một xíu thì mình cũng có một tí crypto anh Chí hả? Crypto, nhưng mà những anh mà đứng đầu á, ví dụ như là Bitcoin hay là Ethereum, ví dụ vậy. Hoặc là bên cạnh đó chúng ta có ETF vàng và ETF bạc. ETF vàng và ETF bạc, ví dụ như là của SLV. Đó là những cái quỹ mà nó rất là danh tiếng, mà bản thân là cái ETF đó nó được back bởi cái vàng vật chất và bạc vật chất thật sự luôn ở trong đó. Thì nó là một những cái mà nó đảm bảo cho cái danh mục mình tương đối là tốt. Nhưng mà cũng nhớ với mọi người, đó là cái mà Đức cũng lưu ý lại một cái đó, là khi mà chúng ta đầu tư tích sản thì chúng ta càng ở lâu trong thị trường thì cái rủi ro của chúng ta nó càng tăng lên. Bởi vì đơn giản là chúng ta, nếu ví dụ chúng ta tích lũy một tháng là 5 triệu, như vậy thì nếu chúng ta bắt đầu một năm thì chúng ta có 60 triệu. Nhưng mà nếu chúng ta đã ở 5 năm trong đó rồi, chỉ là vốn thôi, thì chúng ta có 300 triệu. Thì rõ ràng là cái rủi ro lên 300 triệu của chúng ta khi có vấn đề nó sẽ lớn hơn là rủi ro khi mà chúng ta mới có bắt đầu 60 triệu. Chứ không phải là chúng ta cứ đầu tư càng dài là nó sẽ càng ít rủi ro, không phải vậy. Đó là cái mọi người cũng nên để ý để mà mình. Cho nên bởi vì yếu tố này cho nên là cho dù là mình bận rộn chứ ha, nhưng mà mình nên có là cái gì? Đánh giá định kỳ, tức là review định kỳ chứ ha. Chính xác, cái này mình rất là thích một câu nói của ông sếp xưa của mình đó, là xuân thu nhị kỳ đó, ít ra là dạy năm hai lần.
một năm hai lần mình nên revise lại cái portfolio của mình, cái danh mục của mình, để có những cái reaction, có nghĩa có những cái phản ứng cho nó phù hợp với lại cái xử lý mình, gọi là mình có thể gọi là rebalance, đúng không? Mình tái cân bằng cái danh mục của mình, hoặc là nó có một cái thuật ngữ nữa gọi là rotation, có nghĩa là mình đảo đảo cái danh mục của mình đấy. Thì những cái này thì nó đòi hỏi một chút xíu là về cái kiến thức kinh tài một chút, hoặc là trong cái trường hợp đó thì mình có thể hỏi những cái chuyên gia thì mình tư vấn, đúng không? Mình cảm thấy là mình ví dụ như là thì nó cũng giống như mình đi khám bác sĩ định kỳ vậy đó, đúng không? Mỗi năm mình đi đi khám sức khỏe, mình đi kiểm tra máu, kiểm tra máu trong mỡ, mỡ trong máu gì đó, cholesterol rồi gì đó. thì một năm hai lần mình gặp cái ông, mình chẳng hạn mình book với ông Đức, gặp ổng một tiếng đồng hồ, hoặc là gặp anh chàng gốc vàng tiếng đồng hồ, hỏi là tình hình kinh tế bây giờ như thế này, thì sắp tới cái danh mục của em thì nên nên làm gì, đúng không? Đó để mình coi cái một cái có sự điều chỉnh. Nếu mà mọi thứ nó vẫn ổn rồi, ok, sức khỏe tốt, cứ thế đi tiếp, đúng không? Còn nếu mà thấy tình hình lúc này nó có gì không ổn thì là, hoặc là nhìn lại cái danh mục của bạn thấy ồ cái này nó đã tăng quá nhiều rồi, không có cái gì mà nó tăng mãi gì đâu, một cái tài khoản mà ví dụ như nó đã tăng tới mức là 30-40%, mà trong khi đó so với những cái cổ phiếu khác thì nó vẫn không được, thì như vậy là nó đã quá một cái thời điểm gọi là cái thị trường nó quá FOMO đối với cái đó rồi, thì ok thôi, ai ham mua thì mình nhường cho người ta, mình đi tìm cái khác, không có bon chen giành giật gì, đại khái vậy. ví dụ như là một danh mục đi, mình có nhiều loại tài sản, ví dụ như mình nói rằng là mình sẽ muốn muốn là danh mục mà liên quan tới cổ phiếu nó chiếm khoảng chừng 60% danh mục, nhưng mà bằng cách nào đó trong cái khoảng đoạn thị trường đó thì nó cổ phiếu nó tốt quá, cho nên là một thời gian sau cái cổ phiếu nó chiếm 80% danh mục luôn, thì lúc đó mình thấy là mình cần balancing ở lại đó, mình bán một xíu ở cổ phiếu ra đây, xong rồi mình trải qua những cái loại khác, ví dụ nó tùy, nhưng mà yếu tố nào để làm cái đó thì đôi khi nó là tôi không biết cái gì đâu, bút ông Đức buổi hay là Đức bút anh Chí, đúng không, một tiếng thôi là mình đã có được cái bức tranh đó để mà mình có thể cân bằng lại rồi. Hoặc ví dụ bạn nào đó rất là tự tin và rất là am hiểu, rất là thích, hoặc là thích Hòa Phát đi, nhưng mà khi mà mình review tới cái đợt đó và mình thấy là cái yếu tố cơ bản của Hòa Phát nó bị mất, tức là yếu tố đầu tiên mà lựa chọn Hòa Phát, ví dụ thôi, đó là Trung Quốc họ đem họ dời hết mấy cái nhà máy của họ, ví dụ như tới gần biên giới là xong mọi thứ, xong là họ đổ thép qua Việt Nam mình để họ làm công trình rồi mọi thứ, nên là cái sức cạnh tranh của Hòa Phát nó bị mất đi hẳn, ví dụ vậy. Đó là những yếu tố cơ bản mà mình lựa chọn ban đầu nó bị biến mất. Hoặc là ví dụ như mọi người lựa chọn là vàng, nhưng mà xong là thời kỳ này nó có cái thứ gì đó ra đời và người ta không thích vàng nữa, hoặc là ví dụ như là Bitcoin, nhưng mà có cái thứ gì đó thay thế luôn Bitcoin, thì rõ ràng là những cái yếu tố mà nó thay đổi cái cơ bản của luôn là mình phải cân nhắc là mình có thể là mình phải ra khỏi luôn cái vị thế của cái loại tài sản đó, chứ không phải là mình cứ cắm đầu mà mình tích lũy một loại tài sản đi qua thời gian được. Mình cần có cái thời gian đánh giá định kỳ. Đúng rồi. Có nghĩa là mình cũng phải có một cái gọi là sao, phải có một cái anten đó để mà mình nhận biết được các cái tín hiệu xung quanh, chứ không phải cứ cắm đầu cắm tối mắt tối mũi mà cứ đi lầm lũi đi tới thôi. Ừ, đúng không? Dạ. Thì đó là... Mà dạ. Mà em thấy một cái yếu tố rất là quan trọng đó anh chị, mà khi mà mình đầu tư, tức là mình đầu tư theo kiểu là đầu tư thụ động và mình tích lũy như vậy đó, một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là mình phải có cái cộng đồng của mình. Hồi đó mình nghe nói là Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng, đúng không? Tức là mình đã có thầy rồi, mình đã có pháp rồi, nhưng mà mình vẫn cần cái tăng đoàn, là những cái người họ đi cùng với mình. Tức là mình, em ví dụ như anh tập gym á, anh tập ở nhà sẽ không hiệu quả bằng anh đi vô trong phòng gym và rất nhiều người tập gym với anh, nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì mình thấy cái không khí trong đó, mình thấy những người khác, hoặc là chạy bộ cũng vậy. Như vậy thì khi mà mình, nếu mình đã tích lũy, mình đã đầu tư theo cái phương pháp này, thì mình hãy tìm đến những cái cộng đồng mà họ cũng đầu tư theo cái phương pháp phương hướng của mình. Chứ còn bởi vì sao? Bởi vì mình đầu tư thụ động, mình đầu tư theo cái phương pháp mình đã phân bổ như vậy, nhưng lại suốt ngày lại chui lên mấy cái diễn đàn, chui lên mấy group mà những cái anh mà họ làm gì, họ trading, tức là họ trading, họ giao dịch hàng ngày đó. Mình nhìn thấy sao? Trời ơi, mình đầu tư, mình tích lũy cả năm mới được có mười mấy phần trăm, nó giao dịch hai phiên nó được mười mấy phần trăm đó, tức là bắt đầu là siêu lòng. Mà siêu lòng là cái tội là gì? Cái chỗ mình đang đầu tư, đang tích lũy như vậy, xong lại là bán ra, xong nhảy vô cái thứ của người ta, mà khi nó vừa nhảy vô chỗ người ta thì bắt đầu nó phân phối, xong cái con mình vừa nhảy ra nó lại lên, thế là nhảy tưng cả tưng nhảy qua nhảy lại, xong hồi là cái gì? Mất cái đóng phí đầu tiên rồi đã, chưa biết nó là lời hay lỗi, nhưng mất cái đóng phí giao dịch đầu tiên rồi đã. Đó là cho nên là mình phải cần những cái người họ cùng với cái triết lý đó của mình để mình đi. Đúng rồi. Ở trên thế giới thì có những cộng đồng lớn lắm nha. Ví dụ như các bạn biết là có một cái cộng đồng gọi là
ta mến mộ cái ông sáng lập gọi là Bogle đó, John Bogle đó, của Vanguard đó, cái chìa phá, chìa phá đầu tư mà thụ gọi là thụ động mà low cost đó, low cost investment là đầu tư mà chi phí rất là thấp đó, thì họ có một cái cộng đồng, họ có một cái forum rất là lớn mà sinh hoạt, rồi họ cũng có gặp nhau hàng năm luôn đó nha, hay lắm. Rồi ví dụ trên cộng đồng cũng có những người theo cái trường phái của Warren Buffett, đầu tư về giá trị đó đấy, thì có những cái group, những cái cộng đồng người ta như vậy, người ta chia sẻ với nhau. Và cái hay của cái cộng đồng á, khi mà mình vào những cái nhóm mà nó phù hợp như vậy á, là mình sẽ có được một cái nhiều thông tin để mà mình sàng lọc hơn. Cái này nó cũng tương tự như trong cái quản trị rủi ro vậy đó. Trong cái quản trị rủi ro nó gọi là, nó có một cái yếu tố nó gọi là sự đồng thuận đó, risk consensus. Nó có nghĩa là và mình phải nghe được những cái ý kiến trái chiều nữa nha. Có nghĩa là những cái những ý nó là phải là ý kiến trái chiều, nhưng mà những cái phân tích, những cái nhận định mà nó đi ngược lại với lại cái niềm tin của mình. Dạ chính xác anh. Nó giống như là nó những người đó họ giúp mình giống như là cản mình lại đó. Chứ bình thường mình rất là thích cái đó, nhưng mà người ta nói ê, nhưng cái con này nó đang có cái vấn đề này này nha. Thì trong một cái nhóm mà có share với giá trị như vậy và người ta có cái cảnh báo như vậy cũng là một cái để cho mình thức tỉnh. Nếu nói vậy thì chắc mình phải kiểm tra lại cái thông tin này, đúng không? Đó, thì đấy, thì cái đó là cái vai trò cộng đồng. Dạ, đó, cái này em rất thích cái câu của anh Chí vừa đó, hồi đó thầy em cũng dạy em như vậy. Tức là trước khi mà mình vào vị thế thì mình đi tìm mọi lý do đúng để mà mình có thể vào vị thế đó. Nhưng khi mình đã vào vị thế rồi thì mình phải đi tìm mọi lý do mình có thể sai ở vị thế đó. Tức là khi mình đã có vị thế, tức là mình đã mua lại tài sản rồi, thì mình phải đi tìm mọi lý do có thể sai. Chứ lúc đó lại không đi tìm lý do để mình đúng nữa. Vì đúng thì tự nó lợi nhuận, nó chăm sóc cho nó. Còn sai tức là bởi vì sao? Đó chính là lúc chúng ta làm quản trị rủi ro. Đó là quản trị rủi ro, tức là nếu chúng ta sai thì sao? Cho nên là có những cái người mà khi họ cho chúng ta những cái thông tin đa chiều như vậy, nó rất là quan trọng. Nên là những cái người mà ví dụ khi mình đầu tư mà mình nghe người đó họ nói một cái thông tin gì đó nó không đúng, hoặc là ý là nó không đúng ý mình á, thì hãy mở lòng ra và lắng nghe và đặt câu hỏi, luôn luôn bắt đầu câu hỏi. Anh biết anh có thể chia sẻ giúp em là tại sao anh lại nói như vậy hay không? Chứ còn mình hay có cái tội là gì? Mình đang nắm cái con gì là mình con coi như con đó là Ngọc Trinh, và ai nó đụng vô một phát là ném đá tới chết cái người đó liền, là tới đó đầu tư cái đó, là mình rất hay bị. Và cái đó là thường là cái bias về cái thông tin đó, có nghĩa là mình chỉ bảo vệ cái thông tin mà mình có thôi. Cái thứ hai là cái tôi của mình, thường là cái ego của mình, là mình luôn luôn mình nghĩ là cái quyết định của mình nó đúng. Lên mà nghe ông Chí và ông Đức mà nói mà ngược ngược lại cái đó là phát là phải đi theo ném đá cho bằng được ông Chí và ông Đức, bởi vì tức đó, tức là hai ông này nói ngược lại với cái thứ mà mới đầu tư. Bản thân em là đầu tư hay là em làm cái này cũng vậy, tức là hàng tuần em vẫn có một cái gọi là cái office hour với thầy, tức là thầy sẽ call link và nói với em một cái chủ đề gì đó, là bao giờ mình cũng soi vào đó để mình nghe, để mình cập nhật được những cái tin tức, những cái nhận định, và những cái người ở cái tầng cao hơn họ có những cái nhận định, cái mọi thứ nó đôi khi nó cho mình cái góc nhìn đa chiều hơn rất nhiều ở phần này. Và em thấy bây giờ nó có một hình thức đầu tư mới mà em thấy không mới lắm, nhưng mà em thấy nó cũng tương đối là phù hợp với cái nhóm mà gọi là cái nhóm anh em mình chia sẻ đó anh chị. Đó là cái copy á. Cái hình thức copy á, thì cái copy lệnh á, thì thật ra là mình đi vô thì mình nhìn được toàn bộ profile của người đó, cái rủi ro của người đó như thế nào, cái triết lý của người đó thế nào, cái lịch sử đi lệnh của họ như thế nào, và mình chọn cái người mà cái tần suất giao dịch và những cái triết lý và những loại tài sản họ đi á nó phù hợp với mình, và mình dễ dàng mình nhìn được cái đó trong cái lịch sử giao dịch của họ, thì mình có thể chọn là mình copy cái người đó, thì họ nó copy theo tỷ lệ mà mình đã lựa chọn ra. Thì em thấy cái hình này cũng là một hình thức mà mình có thể cân nhắc được cho cái nhóm này anh chị. Nhưng mà cái này là thường là dành cho các bạn mua bán nhiều mà, hay là có không? Anh chưa biết cái này, thì anh thấy nhiều phổ biến ở trong các cái bạn trader nhiều hơn. Còn không biết đầu tư có không? Em thấy có đó, ví dụ như mình ở trên Binance hiện tại nó cũng có mấy cái hình thức này. Quan trọng là mình chọn cái người thôi, đúng là như anh nói, cái chữ nó là chữ copy trade, nhưng mà thật ra là mình chọn những cái người mà họ có những cái mà họ làm nó thì nó vẫn làm được thôi, không có vấn đề gì cả. Bởi vì bản thân anh đâu phải là mình đưa toàn bộ danh mục mình copy với người đó đâu. Tức là ví dụ như là anh chọn là một phần, ví dụ như là 15% của anh là crypto, thì anh lại chỉ lấy anh copy trade của 15% đó của anh với một cái người mà nó phù hợp với triết lý của anh mà thôi.
chứ đâu phải là mình copy toàn bộ danh mục của mình đâu mà mình sợ. Ok, thật ra thì với các bạn ở nước ngoài đó thì các cái sản phẩm tài chính nó đa dạng hơn ha. Mình nghĩ là ở Việt Nam sắp tới cũng sẽ, không biết có chưa, có thể là mình không được cập nhật, nhưng mà ở bên này nó có những cái hình thức nó đầu tư là kể cả đầu tư tiền lẻ luôn đó Đức. Có nghĩa là mình tải một cái app đó, xong rồi cái tiền mà mình xài nó còn thừa tiền bạc lẻ đó thì nó cũng tự động nó chạy vô trong cái tài khoản đó luôn nha. Rồi sau đó thì nó sẽ round up, nó sẽ mua cho mình một cái chứng chỉ quỹ nào đó, một cái ETF nào đó. Đấy. Hoặc là nó có một cái hình thức nữa, nó gọi là cái robo advisor. Robo advisor mấy năm rồi. Thì mình không biết là chắc là Việt Nam mình các bạn cũng làm rồi nha. Mình không cập nhật, nhưng mà đại khái là mình vào trong một cái platform như vậy đó, một cái broker của mình đó, mình chọn cái profile risk của mình. Mình ví dụ như risk nó như mức độ rủi ro của mình từ 1 đến 10, mình chọn mình là ở mức độ 4, mình không có khoái rủi ro lắm. Đó, thì mình chọn cái mức độ của mình là 4 trên 10 thì cái phần mềm machine learning đó nó sẽ đề xuất cho mình với cái số tiền như vậy, với cái số vốn mình dự kiến là mỗi tháng mình đầu tư ví dụ như là $500 đi, thì và cái profile risk của mình như vậy thì nó sẽ đưa cho mình một cái gọi là một cái đề nghị, một cái đề xuất, chứ nó đưa cho mình một cái đề xuất, một cái danh mục là bao gồm những cái gì cái gì cái gì đấy, thì cái đó là cái mà mình nghĩ là những cái người mà đi làm công ăn lương có cái thu nhập ổn định vừa phải rồi này kia nó cũng khá là phù hợp. Mà em có cái quan niệm không biết anh Chí thấy như thế nào, nhưng mà em thấy là cái phần thưởng và cái mà mình đạt được gọi là lợi nhuận ở trong đầu tư đó, thật ra nó có một cái phần thưởng rất lớn mà nó ẩn đi mà mình không chịu để ý thôi. Đó là cái thứ mà mình học được và mình trưởng thành trong cái quá trình mình đầu tư tích lũy anh Chí. Em nghĩ cái yếu tố này cũng cực kỳ là quan trọng, bởi vì đi qua thời gian mình học được gì, mình học ra được gì từ nó, mình phát triển như thế nào. Em ví dụ ở Việt Nam mình có thể lựa chọn là mọi người mình đầu tư vào một cái quỹ mở, mình đầu tư một số tiền ít nhỏ thôi, nhưng mà khi mình đầu tư vào như vậy thì quỹ mở họ sẽ gửi báo cáo cho mình và mình nhìn được chính xác là những cái là họ đang giữ những con gì, họ mua lúc nào, họ bán lúc nào và lý do tại sao họ làm những cái đó. Đó thì mình thấy cái đó là những cái bài học rất là tuyệt vời cho mình với một số tiền mình đầu tư rất là ít. Cho nên là những cái bạn mà ví dụ như bạn trẻ mới ra trường á, em nghĩ cái quan trọng nhất là mình học được điều gì ở đó hơn là mình đầu tư mình tích lũy được bao nhiêu. Vậy thì sau đó mình hiểu được những cái triết lý đó của họ thì mình có thể tự mình có thể mình thử chính tay của mình để mình đầu tư, thay vì là mình cứ giao phó hoàn toàn cho người khác. Và một cái điều nữa đó là tham gia cái chuyện mà đầu tư sớm, nó đừng có thấy là bởi vì mình để dành ít mà mình không đầu tư. Khi mà mình vào trong cái thị trường tài chính càng sớm đó Đức và các bạn, là mình sẽ có được nhiều cái trải nghiệm, ít ra là thứ nhất là mình không còn mãi mãi là F0, đúng không? Mình lúc này là mình sẽ trở thành F3, F5, F10 gì đó, chứ không còn là newbie tấm chiếu mới F0 nữa. Không, cái này nó quan trọng. Khi mà mình qua được các cái giai đoạn chu kỳ của thị trường rồi đó, thì mình sẽ hiểu được là các cái chu kỳ, cái vận hành của thị trường. Đúng không? Dạ. Người mới vô thì thế nào cũng sẽ có lần đỉnh và đáy, thì cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà sau một mùa, sau hai mùa tự nhiên nó khôn lên à. Đúng không? Dạ. Bởi vậy ta gọi cái đó là cái trải nghiệm đó. Thì khôn hơn là khi nào? Khôn hơn có nghĩa là ví dụ như là mình biết là cái thời điểm đó nó sẽ bắt đầu có khó khăn rồi, cái đấy là giai đoạn đỉnh, nó sắp phân phối rồi, thì lúc đó là mình nên rút ra, mình rotate, mình chuyển đổi danh mục, đúng không? Hoặc là ví dụ như mình nói là cái mùa này bắt đầu là kinh tế nó bắt đầu nó bùng nổ nè, lãi suất giảm nè, mọi thứ bắt đầu nó ai cũng hồ hởi, ai cũng phấn khởi hết nè, thì cái lúc đó là mình phải đẩy mạnh cái chuyện đầu tư của mình hơn, thậm chí liều một chút cũng được nha. Tại vì cái liều của giai đoạn mà kinh tế nó đang tăng lên mà nó bắt đầu nó vô cái chớm lên đó, thì thật ra cái rủi ro nó rất là ít so với lại những cái giai đoạn bình thường. Thì trong cái trường hợp này đó, mình vẫn có thể dùng đòn bẩy thêm được luôn. Có nghĩa là khi mà cái cơ hội mình thấy rằng là cái xác suất rủi ro nó thấp lại, đúng không? Có nghĩa là khi một cái thị trường mà nền kinh tế nó hồ hởi, mọi người đều kỳ vọng nó một cái rất là lớn. Đó, thì trong trường hợp đó thì mình có thể tối ưu cái dòng tiền của thị trường lúc đó đấy, thì mà muốn vậy thì sao, thì phải cũng phải gọi là sao ta, cũng phải bị thị trường nó vả một hai mùa gì đó rồi lúc đó là mới khôn lên được chứ, đúng không? Dạ, nhưng mà cái câu chuyện ở trong thị trường á, một cái rất là kinh điển, đó là nếu mà anh kể với tôi rằng là anh rớt xuống 1.000 cái hố và anh lên 1.000 cái hố thì tôi thấy là anh một người rất là tuyệt vời, rất là kiên trì. Nhưng nếu anh kể với tôi là anh rớt xuống
cái hố 1000 lần mà anh lên 1000 lần thì tôi kêu anh là thằng ngu. Cho nên là câu chuyện là để mình học hỏi, mình trưởng thành trên thị trường á, thì em nghĩ có một yếu tố rất là quan trọng á anh chị, đó là mình nên tập thói quen, đó là mình viết nhật ký đầu tư. Nhật ký đầu tư có nghĩa là ví dụ khi hôm nay mình đầu tư, ngoài các nãy Đức nói rồi, thứ nhất là mục tiêu đầu tư của mình là gì, thứ hai là cái chiến lược đầu tư của mình là gì, thứ ba là chiến thuật đầu tư của mình là gì, và thứ tư là kế hoạch đầu tư của mình là gì. Sau đó khi mình đã đầu tư, mình có sẽ nhật ký đầu tư. Hôm nay tôi đầu tư cái này, lý do tại sao tôi đầu tư cái này, tôi chọn con này rồi, hôm nay cái thị trường nó như vậy, lý do tại sao tôi lại điều chỉnh nó như vậy, lý do tại sao tôi bán, lý do tại sao tôi mua, và hôm nay nếu tôi bị thua lỗ, nếu tôi bị thất bại thì lý do tại sao bị thua lỗ thất bại. Bởi vì em ví dụ khi anh mua một cái con gì đó anh đầu tư và cái con đó nó lên và nó kiếm lời cho anh 20%, anh vui 20%, nhưng chưa chắc là cái lý do mà nó làm cho tăng 20% chính là cái lý do mà anh đã lựa chọn anh mua nó ban đầu. Bởi vì nó có những yếu tố may mắn ở trong đó, và cuối cùng là gì, nó chỉ làm cho mình cao ngạo thêm mà thôi. Cho nên là những cái năm mà 2020-21 em nói ra rả với những cái anh chị, những bạn đầu tư ở thị trường ở Việt Nam, trên thị trường chứng khoán, và anh tưởng tượng là đợt đó những bạn tốt nghiệp ra trường coi như là họ thấy họ là thiên tài, bởi vì cứ thế mà mua con gì nó cũng tăng, mua nhầm nó cũng tăng luôn mọi thứ. Rồi thế mọi người thấy là mình là thiên tài, mình có thể mua xe mua đồ rất là nhanh, nhưng tới 2022-2023 nó vả cho không trượt phát nào. Bởi vì những cái yếu tố đó là yếu tố may mắn nó đóng ở trong đó, chứ nó không phải thực sự nó là cái đến từ cái kỹ năng và cái gọi là cái trình của mình nó đến đó. Cho nên là cái rất nhiều người bị yếu tố đó, mà khổ một cái là cờ bạc hay đại tay mới. Đi vô trong những cái này mà mình tiếp cận nó thì cờ bạc, xong là mình có những cái may mắn ban đầu. Và theo Đức để ý là nếu mình quá may mắn ban đầu á thì nó đôi khi nó lại là một sự trừng phạt, chứ nó không phải là may mắn. Bởi vì mình may mắn ban đầu thì nó sẽ làm cho mình là gì, mình cao ngạo, mình không có học hỏi, không có rút ra. Nên Đức nghĩ là nếu mọi người làm thì cái nhật ký đầu tư là một cái thứ mà nó sẽ giúp cho mọi người rất nhiều, và nó làm cho mình trưởng thành. Và có một cái tâm lý này nữa nè, cũng có, thường là mọi người sẽ nôn nóng, thường cái này nó phổ biến lắm, khi mà tiền mà ít á, thì hay nôn nóng và đặt cái yếu tố là may mắn là nhiều đó, có nghĩa là khi mà để dành tiền được ít á, lại rất là nôn nóng tạo ra được cái số tiền lớn đó. Mà thường các bạn biết rồi, trong cái nguyên tắc tài chính là nó có cái lợi nhuận kỳ vọng nó sẽ đi cùng với lại cái mức độ rủi ro thôi, chứ nếu mà dễ như vậy thì những cái người khác người ta nhiều tiền hơn mình. Dạ, bởi vì mình không có mục tiêu, bởi vì mình không có mục tiêu rõ ràng cho nên mình nôn nóng anh chị ha. Chứ còn nếu mình có mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu mình xác định thì rất ít khi mình bị nôn nóng, mà mục tiêu của mình chỉ là kiếm tiền thôi. Cho nên bây giờ mình cũng nghĩ là sao có thằng nào nó kiếm tiền nhanh hơn mình mà thứ, tức là chúng ta sử dụng đòn bẩy đấy. Và không những đòn bẩy mà đi vào những cái khoản đầu tư nó rất là rủi ro, ví dụ như kể ví dụ như trong chứng khoán đi, là đi vào những cái con cổ phiếu mà nó có biên độ dao động rất là lớn, mỗi ngày thấy nó có dao động có thể là 7%, 10% này kia thì thấy rất là mê đó, đại khái như vậy. Thì trong trường hợp đó nó sẽ làm cho mình bị cuốn theo và mình không có kiểm soát được cái mức độ rủi ro. Thì cái này chắc là đây, chắc là anh Chí cũng kể cho mọi người câu chuyện cũng mới đây, phỏng tay của anh Chí ha, anh Chí ha, tức là đó cũng là nó tăng đúng không, cũng là tối cũng thấy 61.000, sáng cũng 61.000, nhưng mà tối 61.000 ở một tâm trạng rất khác và sáng 61.000 ở một tâm trạng cực kỳ khác. Thì không biết là anh Chí có dành một xíu thời gian chia sẻ là cho mọi người cái chuyện đứt tay đó được không anh Chí ha? Cái này thì mình chia sẻ là tại vì mình là dạng mình cũng đầu tư crypto, nhưng mà mình là đầu tư là hold, mình chủ yếu là mua và giữ. Nhưng mà các bạn biết rồi, mình đang đón cái đợt sóng mới. Nãy mình nói đó, khi mà nó sóng nó lên rồi thì cái xác suất của mình thắng nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là mình có bỏ một cái tỷ lệ trong cái gần đây, cách đây 1 tuần thôi mình bắt đầu trade. Thì mọi người biết rồi, bắt đầu trade lại thì thời điểm nó lên mà sướng lắm. Nói chung là thì chỉ thấy xanh thôi, xanh quá trời xanh. Nhưng mà mình rất là tuân thủ cái quản trị rủi ro của mình, có nghĩa là mình luôn luôn take profit, lấy vốn ra chỉ để trade cái phần còn lại thôi, có nghĩa trong tỷ lệ lời còn lại đó mình tiếp tục mình để mình trade đấy. Cho nên mình mới nói đùa với mọi người rằng là cũng 61.000 nhưng mà bình thường đúng không, lúc đầu thì thấy nó lên từ 50.000 lên 61.000 thì quá happy rồi đúng không, đúng không? Nhưng mà từ các bạn không biết đâu, từ trong 61.000 trong vòng có 10 phút thôi nó sập xuống còn như là gần 20%. Và các bạn biết rồi, mình dùng thêm đòn bẩy nữa thì nó cán ngay lập tức thôi, nó sẽ cán, nó liquidate thôi, nó xóa cái tài khoản của mình ngay thôi. Rất là may là lúc nào cũng vậy, cái khoản tiền đó nên là mình đã chỉ để lại cái phần lợi nhỏ để mình tiếp tục mình chơi thôi. Cái này nguy hiểm của các bạn là hay tham đó, mình lời được một chút xong rồi mình thấy dễ quá, xong rồi mình để lại luôn cái vốn gốc của mình vô mình chơi tiếp.
À, còn chưa đâu nha, có người còn nguy hơn nữa là còn đi mượn tiền, nó đi vay nữa, rồi xong đắp thêm vô nữa, thì thường là những cái lúc đó là thôi rồi lượm ơi. Cho nên là trong cái nguyên tắc mà trade ngắn hạn đó, mình tận dụng một cái mùa đó, mình chỉ lời, mình lấy hết vốn gốc ra, mình lấy một phần lời nữa nha, rồi xong để cái phần lời còn nhỏ lại đó mình mới chơi tiếp. À, rồi xong nếu mà nó mất thôi nghỉ, à chứ lúc đó là thôi không chơi nữa, các bạn hình dung không? Đấy. Cho nên là nếu mà trong cái nếu mà chúng ta làm mà chúng ta tích gọi là theo phương pháp mà tích sản á mọi người, thì cái giai đoạn ban đầu á, cái quan trọng là mình tích được bao nhiêu cái tài sản đó, nó quan trọng hơn là cái lợi nhuận của nó ở trong giai đoạn ban đầu. Ví dụ đi mọi người tích Bitcoin đi, thì mình tích được ví dụ như là 0.05 Bitcoin với là 0.06 Bitcoin, do vậy đoạn đầu là mình tích được cái số lượng của nó ban đầu nó quan trọng hơn. Mà cái ý anh Chí vừa rồi nói á, thì Đức tổng lại nó ý nó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta trong quá trình xây tài sản á, thì chúng ta đầu tư nó sẽ luôn luôn có rủi ro chứ không phải là không, và có những rủi ro thì nó sẽ có gây thiệt hại. Như vậy thì gì, nếu thiệt hại xảy ra thì chúng ta chỉ mất cái thứ mà chúng ta đang xây thôi, chứ chúng ta không được mất cái thứ mà chúng ta đã có trước đó. Đó là cái nguyên tắc. Cho nên là một trong những cái nguyên tắc nữa mà Đức cũng chia sẻ cho mọi người, đó là nếu mình đã đầu tư ở trong giai đoạn mà mình đang là người đi làm thuê, tức là mình đã có cái dòng tiền từ làm thuê đó, thì không bao giờ chúng ta được đụng vào cái tiền mà chúng ta đầu tư cũng như là lợi nhuận đầu tư. Tức là tiền mà chúng ta mang đi đầu tư và lợi nhuận đầu tư luôn luôn phải cầm để tái đầu tư. Nhớ giùm Đức điều này. Bởi vì tiền của chúng ta mà để chúng ta tiêu xài là phải tiêu xài từ cái đồng lương của mình đó. Còn cái đầu tư cho dù là chúng ta có kiếm được nó ngon lành như thế nào thì nhảy những cái phần đó hãy đưa vào trong những cái loại tài sản chúng ta để chúng ta tái đầu tư. Và nguyên tắc là ví dụ chúng ta bước vào những cái thị trường mà nó có độ biến động lớn, ví dụ như chứng khoán hoặc là ví dụ crypto, mà khi mình kiếm được nhiều á thì hãy tìm cách là gì, biến những cái loại tài sản đó thành những cái loại tài sản mà nó ít biến động và nó ít rủi ro hơn, và chúng ta chỉ giữ lại cái phần ở ban đầu của mình thôi, cái phần mà cho nên là cứ cash out dần dần và mình chuyển qua những loại tài sản an toàn hơn mà mình lựa chọn. Nên đó lý do tại sao mình nên lựa chọn nhiều loại tài sản đó. Cho nên mọi người thấy ví dụ cái này là đó cái vui vui thôi, nhưng mà cách đây vài năm lan va đó, tức là đầu tiên là mọi người tham gia lan đột biến, tức là mình cũng mua ít xong là nó lời xong là thậm chí là tới khi một cái giỏ lan nó lên tới khoảng 3-4 tỷ lần, tức là lúc đó là gì, bán đất bán đồ để mình on in, mình thấy nó lời quá mà mình on in. Rồi tới khi trong vòng một tuần thôi là từ cái giỏ lan 4 tỷ thì bây giờ là bán không bằng giỏ rau muống nữa, thì chẳng ai mua rau muống mua được chứ lan mua ăn làm gì. Đó thì cái đó là cái mà mình không nên, là khi mình cứ đầu tư càng phía sau thì mình càng on in vô, mình càng bỏ nhiều tiền vô, thì cái đó rất là nguy hiểm. Mà nguyên tắc là khi mình có lời mình hãy kéo cái đồng lời đó ra dần dần để mình chuyển vào những loại tài sản mà nó có cái volatility, tức là cái biến động nó nhỏ hơn và cái độ an toàn nó lớn hơn. Và một trong những cái đích đến ở Việt Nam mọi người có thể cân nhắc đó là ví dụ khi mình đầu tư một thời gian có thể cân nhắc đó là bất động sản ở dưới mặt đất và cho thuê được, tức là bất động sản có dòng tiền của mình. Đó là cái đó là một trong những cái đích đến để mình có thể tích lũy dần thông qua những cái loại tài sản mà khi ở trong giai đoạn đầu mình buộc phải chọn vô những loại tài sản mà nó có biến động lớn, nhưng mà sau đó dần dần mình đưa vô những loại tài sản an toàn hơn. Ok, thì đấy là những cái mà mình cần để ý trong cái chuyện mà đầu tư với cái số tiền mà mình để dành ít, đúng không Đức ha? Dạ, cái quan trọng thì là phải bắt đầu anh chị. Đúng rồi, phải bắt đầu được từ cái số tiền nhỏ mình phải để dành được. Chứ còn nhiều người cứ hỏi ủ tiền ở đâu rồi làm sao đầu tư mà không có cái action, không có cái hành động. Nhưng mà nếu mà các bạn mà theo dõi mình với Đức từ những cái số đầu tiên đó, mọi người sẽ nắm được cái tinh thần và cái thông điệp chính của mình với Đức, đó là mình đến với trong cái chuyện mà quản lý tiền bạc hay tài chính, tiền dạy tiền khôn, thật ra cuối cùng thì nó cũng là để phục vụ cho cái cuộc sống của mình thôi. Dạ. Lúc ngay từ đầu Đức nói đó, ủa rồi kiếm tiền để làm gì, đúng không? Thì để cho mình có một cái cuộc sống nó happy hơn, rồi mình enjoy cái cuộc sống đó và mình là chính mình, đúng không? Đấy, thì tại sao mà có những cái thay thế khác, có những cái điều kiện khác, đúng không? Và mình tại sao, và quan trọng nhất là cái này mình thấy nhiều người bị nè, đó là không sống cái gọi là cái gì ta, cái style đó, cái cách sống của mình đó, bị theo người khác. Bị theo cái áp đặt của người khác, bị theo cái chuẩn mực của xã hội này kia, trong khi đó nhiều khi mình đâu có cần những cái nhu cầu như vậy đâu, đúng không? Thì nó sẽ không có những cái áp lực về tài chính nó quá lớn như vậy. Đó là tại sao mà cái chuyện mà gọi là một cái cuộc sống enjoy happy này kia, thật ra thì có tiền cũng cần một số nhất định nào đó, nhưng mà không phải là cần nhiều hay là quá nhiều. Mình biết có những người họ cũng là cái công việc bình thường,
thu nhập bình thường, nhưng mà mình rất là ngưỡng mộ cái cuộc sống gia đình của họ. Họ sống rất là, họ hài lòng với cái cuộc sống của họ, họ enjoy với cuộc sống của họ nhiều hơn đấy. Cho nên các bạn sẽ thấy là kể cả các quốc gia cũng vậy, tại sao như là Bhutan người ta được xếp vào trong những cái nước mà hạnh phúc, đúng không? Hoặc là ví dụ những cái một số nước khác, chẳng hạn như Bắc Âu đi, nếu mà xét về thu nhập đồ này kia thì có thể là họ không giàu bằng một số nước khác, nhưng mà họ rất là cân bằng cái cuộc sống của họ đấy. Dạ. Đấy là... hoặc là mình em thấy là người Đức anh chị ha, người Đức á cũng vậy, họ là quốc gia rất là phát triển, nhưng mà cái cách của họ nó cũng rất là nó rất là nó tối giản. Đúng rồi, thì khi mà mình quan trọng là mình xác định được cái style đó, cái phong cách, cái cuộc sống của mình cơ, chứ mình đừng có bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Thì lúc đó là mình sẽ tìm ra được cái sự an yên trong cái tài chính của mình. Ví dụ như mình nói là ok, mình cần, chẳng hạn như nói là mình có những cái người bạn đó không bao giờ họ thích, họ có khả năng để tiêu xài chẳng hạn như là đồ hiệu hay này kia, nhưng mà không, họ dùng cái số tiền đó họ làm cái khác, hoặc là họ không phải ráng mà phải làm rất là nhiều, phải tìm đi cơ hội đầu tư đồ này kia rất là nhiều để mà có thêm tiền rất là nhiều. Bởi vì thật ra thì bây giờ thì họ cũng đang enjoy một phần rồi. Đương nhiên là phải có chứ không phải là không có tiền, nhưng mà họ xác định được cái mức độ là ok, tôi cần bao nhiêu này, và cái thời gian còn lại là tôi dành cho cái cá nhân của tôi, cho gia đình của tôi, yeah, cho bạn bè của tôi, vân vân. Tôi enjoy, yeah, cái cuộc sống của tôi. Thì cái, yeah, cũng là một cái mà mình biết để mình không có bị tránh vào cái chuyện là gọi là chỉ đầu tư. Dạ. Bởi vì khi mà mình đầu tư, mình xuống một cái số tiền mình đầu tư để mình kiếm tiền, thì thật ra lúc đó chúng ta cũng gieo một cái thứ khác, đầu tư một thứ khác rất là quan trọng, đó là lúc đó chúng ta đầu tư cái thói quen của mình, anh hả, đầu tư cái cảm xúc của mình. Cho nên là khi mà mình đầu tư mục đích là để mình có nhiều tiền, để mình bình an và hạnh phúc hơn, nhưng mà cái giai đoạn mà mình xuống đầu tư, mình xuống với là cái tâm tham của mình, và mình xuống vào những cái thứ mà mình bị bất an á, tức là mình không có nhiều hiểu biết về nó đó, mà mình tham gia theo kiểu cờ bạc, tức là đầu tiên mình đã gieo cái hạt mầm của bất an ở đây để mình hy vọng một ngày đó mình bình an hạnh phúc, nó rất là vô lý. Cho nên là khi mình đầu tư là đầu tư tiền, nhưng mà ở mình hãy để ý là khi tiền nó đi với là cái tâm trạng, và nó đi với cái hành vi của mình luôn, và hành vi nó tạo thành thói quen, mà thói quen nó tạo thành tính cách, nó tạo ra số phận của mình thôi. Và cái quan trọng nhất nữa ở trong cái đầu tư mà hôm nay anh chị cũng nói đó, đó là mình nên đầu tư sớm. Bởi vì sao? Bởi vì trong đầu tư chúng ta, khi mà chúng ta bắt đầu bước vô đó thì chúng ta sẽ gặp được những con người, và những con người đó là những cái người, đôi khi là những cái người họ sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái bài học mà nó giúp cho chúng ta những cái cơ hội khác ở trong cuộc sống nữa. Nên là cái đó là cái em nghĩ là một trong những cái mà chúng ta cũng cân nhắc, những cái hương hoa trên cái con đường đầu tư đó. Đúng rồi, nói như Đức đó, hỏi là ủa em đâu đầu tư để em được tự do, nhưng mà cuối cùng đi đầu tư vô mấy cái món mà rất là rủi ro, những cái món mà rất là hồi hộp, có cài stop loss đồ này kia luôn, chứ mà thế nào một ngày cách nhau 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ rồi cũng quay lại nhìn bảng điện à. Cài stop loss làm gì? một tiếng 2 tiếng là đỡ lắm đó anh, nhiều lúc là 5-10 phút là bật cái điện thoại lên là cứ, mà tối ngủ không được đó anh. Khổ một cái là khi anh có cái lệnh mà treo qua đêm á là tối tự động có khoảng 1-2 giờ là nó bị bật dậy à. Thì đấy là mình nói là mình muốn đầu tư để có cái sự an yên, đúng không? Mà cuối cùng là toàn là bất an không, lo lắng đồ rất là nhiều. Thì đấy là cái mà mình chọn. Tại vì càng muốn có những cái gì rủi ro rồi thì lúc đó là cái đó mình càng lo, đúng không? Cái gì mà rủi ro nó cao thì mình càng phải lo thôi, mà lo thì lúc đó là cái sự bất an rồi, đúng không? Nó không còn cái thoải mái nữa. Đấy. Dạ. Thì đấy là những cái điểm mà mình nghĩ là cần có cái lưu ý ha. Dạ. Trong cái chuyện mà đầu tư, thật ra các bạn để ý nữa là trong cái đầu tư tiền nhỏ đó nha, phải tái đầu tư. Cái này thì nếu mà đọc tham khảo những cái câu chuyện lịch sử trên thế giới thì nhiều rồi. Ví dụ những cái người mà đầu tư cái hãng sữa Abbott của Mỹ nè, những người đầu tư Coca-Cola Mỹ nè từ sớm đó, các bạn biết không, đầu tư mà chỉ cần lấy cái cổ tức của nó chia đó, không có rút ra, lấy cái cổ tức đó lại tiếp tục mua tiếp cái cổ phiếu của nó đó, rồi cái cổ phiếu của nó chia tách đó, cứ như một cổ phiếu nó chia thành 4 cổ phiếu, xong lại lấy cái, lại mua thêm cái tiền lúc đó nữa, thì cái số lượng cổ phiếu nó nắm nó càng ngày nó càng tăng, mà sau đó cái giá của cổ phiếu nó cũng còn tăng nữa. Cho nên là có những người sau 20 năm, sau 30 năm không thể tin vào cái mắt mình là cái tài khoản của mình nó đã lớn lên như vậy. Dạ. Có một cái ông gì ở Mỹ đó nha, ông bán cây xăng thôi đó, mình nhớ lâu rồi mình đọc cái câu chuyện của ông cũng vậy đó. Cứ mỗi tháng ông bỏ đâu đó 50 đô hay 100 đô gì đó, mà đến lúc mà ông về hưu rồi, hàng xóm không biết ông là quá giàu luôn.
có nghĩa là công việc của ông rất bình thường, hàng ngày ông vẫn ăn mặc rất là bình thường, đi chiếc xe cà tàng, mặc đồ bình thường, vẫn đi làm là nhân viên đi bán cây xăng thôi đó. Vậy nhưng mà đến lúc mà về hưu rồi thì ông mới nói biết cho mọi người biết rằng là bây giờ cái tài khoản của ông có một cái số lượng như vậy, ông đầu tư miệt mài mấy chục năm qua đó. Thì cái đấy là một cái mà để thấy rằng là một cái người có một cái công việc bình thường thôi, biết tích lũy rồi sau đó biết đầu tư rất là sớm, kiên nhẫn với cái đó, tránh những cái mà nó cạm bẫy trong cái chuyện đầu tư, thì từ từ nó sẽ đến. cứ đi túc tắc chậm chậm. Thì mình hay lấy đùa đó là ngồi tính, nếu mà đạp xe đạp từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì thấy biết bao lâu đúng không, nhưng mà nếu mà đạp rồi thì nó cũng tới thôi đúng không. Tính ra thật ra nếu mà tính ra chia ra thì có mấy ngày, bao nhiêu ngày, mấy tháng đó thì mình vẫn có tính ra được mà, đâu phải là impossible đâu, đâu phải là một cái điều gì đó không tưởng hay là viễn tưởng đâu, đúng không? Và còn thú vị hơn là khi mình đạp cái đó mình enjoy luôn suốt cái chặng đường đạp đó của mình đúng không? Ngày mình đạp được 20 cây số, 50 cây số thôi, nhưng mà mình thưởng thức cái quang cảnh mình đi với đó. Thì ví dụ các bạn hình dung nhẹ nhàng, đúng rồi, Tonkin một ngày ví dụ như đi 30 cây, 3000 cây số thì mình chia ra là đi 100 ngày đúng không? Ví dụ vậy. Trong vòng 3 tháng là có thể đi được rồi. Ví dụ các bạn hình dung không, thì cái chặng đường đầu tư nó cũng vậy thôi, tiền của mình ít thì mình có cái cách của mình, cứ từ từ, an toàn, cần thời gian thế thôi. Và cái nữa là bên cạnh là lúc đó là mình phải tăng cái số trừ của mình lên, có nghĩa là mình tăng cái thu nhập của mình lên, thì lúc đó cái số tiền tiết kiệm của mình nó lại tăng lên là mình lại bỏ vô trong cái chuyện đầu tư của mình, thế là nó cứ tiếp tục thôi đấy. Rồi cảm ơn Đức rất là nhiều. Và buổi trưa đây là một buổi trưa chủ nhật mà mọi người dành thời gian ở đây, nó cũng chính là một hình thức đầu tư. Đúng rồi đấy, rồi cả tiếng đồng hồ nghe hai ông này tám. Và hai anh em mình làm chuyện này cũng là đầu tư, bởi vì đây là mình đang đầu tư vào cái vốn xã hội đấy. Chính xác. Thật ra thì cái mà nghiệm lại là khi mà mình share đi thì nhận lại rất là nhiều bạn biết mình ở đây, biết Đức ở đây. Cuộc đời mà Đức ai mà biết được đâu, có nhiều lúc biết đâu được trên đường đời vô tình ta lại gặp nhau đúng không? Nhiều khi anh em mình có cái khó khăn gì đó hay là có một cái gì đấy mà lại nhiều khi một bạn quý mình, mến mình gặp ở trên đây sẵn sàng chìa tay ra giúp mình đúng không? Thì ví dụ như vậy thì cái chuyện đó mà không nói trước được. Và đơn giản nhất là ví dụ như là mọi người xem chương trình này mà mình thấy cái nội dung này nó lại mang lại cái giá trị cho mình và bạn enjoy điều này, thì mọi người có thể ủng hộ anh em bằng cách là mình đi vào trong cái trang YouTube Chàng Ngốc Già và trang YouTube là Tài Chính Tỉnh Thức FCI. Mọi người cho một subscribe, một cái đăng ký, đó là một cái mà đó là ủng hộ anh em rất nhiều đó anh chị. Đấy, thật ra cái ủng hộ đó chính là cái lan tỏa, các bạn thấy những cái gì đó không chỉ nội dung của mình với Đức đâu mà của những người khác nữa, những cái gì mà nó hay, nó tích cực thì hãy chia sẻ thêm. Tại vì thật ra thì các bạn biết rồi, cuộc đời, cuộc sống mà những cái tích cực nó có thì nó luôn luôn tồn tại, những cái tiêu cực, những cái tốt thì nó vẫn có tồn tại, những cái toxic, những cái tốt thì thiên thần thì bên cạnh nó cũng có bóng tối, bóng ánh sáng thì có bóng tối, có thiên thần thì có ác quỷ, có ác ma đó, thì luôn luôn có những cái đó. Thì khi mà mình tăng cái tích cực lên, ánh sáng nó nhiều hơn thì cái tối bóng đêm nó sẽ giảm lại, cái xấu nó sẽ ít đi, cái toxic nó sẽ ít đi đấy. Thì đấy là cái cách mà các bạn cũng mình với Đức là những cái người tạo ra nội dung, thì các bạn là những cái người truyền tải, lan tỏa những cái nội dung đó, thì nó làm cho cái sự tích cực và cái tốt đó nó lan truyền đi. Bây giờ quay lại câu hỏi, Đức ơi, bên Đức có các câu hỏi gì không? Mình trả lời một số câu hỏi các bạn ở đây. Dạ, lúc nãy em đâu có đẩy lên Facebook được đâu, đâu đẩy lên YouTube được đâu, cho nên là bên kênh em không có. Bên em không có kênh nào luôn hả? Bên em có Facebook thôi anh. Ok, thì coi thử Facebook các bạn có hỏi gì không. Bên anh có một bạn hỏi là, thứ nhất là thu nhập em 8 đến 10 triệu đó, thì bây giờ em để dành 2-3 triệu được hay không? Với cái tỷ lệ này thì là tương đối chuẩn rồi đó, có nghĩa là cái tỷ lệ tiết kiệm mà phải để ý nha, tỷ lệ tiết kiệm net nha, nhiều bạn tính hay bị thiếu hụt lắm, có nghĩa là tính nhẩm chứ lại có những cái khoản chi mà bị quên, cho nên cuối cùng tưởng là mình tiết kiệm được nhiều nhưng mà hóa ra là cuối cùng tiết kiệm thấp hơn cái số mà mình đã nghĩ ra. Cho nên nếu mà kêu là đầu tư 3 triệu, tiết kiệm được 3 triệu thì làm luôn cái lệnh thanh toán tự động trên tài khoản và mỗi tháng lương vào tự động nó cắt 3 triệu thải qua bên là chắc nhất thôi. Đúng rồi, đó thì có nghĩa là
mình phải xác định được là cái số tiền đó là giống như cái phương pháp đó, gọi là mình phải tách ra một cái tài khoản khác, mình chuyển ngay để mình xác định là ok, mình đã dành được 3 triệu. Nhưng mà hồi nãy mình nói đó, cái tỷ lệ này có được hay không? Thì chưa, tùy mỗi người nha, không nói được đâu. Có một cái cặp đó hôm rồi tham vấn với mình đó, mình kinh khủng luôn. Tỷ lệ tiết kiệm của cái hai bạn đó khoảng chừng 70%. Mà thu nhập các bạn đó là hàng trăm triệu nha. Nhưng mà cái hay ở chỗ là các bạn từ sinh viên lên là các bạn giữ cái thói quen sống rất là đạm bạc. Các cái chi tiêu của các bạn nó vẫn như vậy, nhưng mà khi mà thu nhập rồi công việc kinh doanh thêm của các bạn nó quá tốt, và các bạn mở công ty riêng, cái thu nhập của các bạn nó tăng lên rất là nhiều. Và các bạn vẫn giữ cái lối sống đơn giản, kiểu giống như là cụ Warren Buffett là vẫn đi ăn McDo, vẫn uống Coca, kiểu vậy đó. Có nghĩa là rồi không, mấy ông tỷ phú mấy ông cũng đâu thèm đổi xe sang xe xịn gì đâu, giống như ông chủ của IKEA đó, ông cũng đi chiếc xe cà tàng đến đi khi chết, ví dụ vậy. Thì ý nói rằng là mình vẫn giữ cái mức sống của mình nó như cũ, nó vừa, đương nhiên mình có tăng lên một theo cái thu nhập của mình, nhưng mà nó vẫn quá ít so với cái thu nhập mình tăng lên. Cuối cùng các bạn có những cái tỷ lệ tiết kiệm mình kinh hoàng luôn. Có nghĩa là bây giờ là cái chi tiêu nó chỉ khoảng chừng 20% trong cái thu nhập, 30% trong cái thu nhập. Thì các bạn nghĩ đi, với cái tốc độ này thì trong vòng chừng 5 năm, 10 năm là các bạn ấy có một cái tài sản kinh khủng. Đó. Thì quay lại là coi cái khả năng của mình. Ví dụ như là bạn đang có 10 triệu, bạn tiết kiệm được 3 triệu, thì nãy mình nói đó, 3 triệu như vậy thì nó có quá khắt khe với mình hay không, đúng không? Ví dụ có thể với cái người này thì nó quá chật, nhưng mà có người khác thì cũng còn rộng rãi đó, mình vẫn còn thừa cái chỗ này đó, mình có thể siết thêm một chút được hay không. Đó, thì cái gì cũng vậy thôi, mình cứ tự thử siết một chút từng chút thôi, siết đến lúc nào mình thấy mình không siết được nữa thì thôi. Đó, thì cái đó là cái mà mình test, mình tự test mình, chứ không có ai nhìn bên ngoài mà biết được, chỉ có bản thân mình biết thôi. Với lại mình đánh giá thử xem á, là 10 triệu đó mình, cái tiềm năng của mình đã có thể tăng lên 15 triệu được trong thời gian, trong một thời gian có được hay không. Tức là bằng cách là bữa Đức nó chia sẻ cho mọi người đó, kiểm tra là cái 4P giùm Đức. Đó, tức là mình đã bán cái sức lao động của mình, tức là bán cái chỗ mình nó đúng chỗ chưa? Play, tức là đúng chỗ chưa? Bán đúng giá chưa? Có khả năng để bán đúng giá nó tốt hơn chưa? Đúng không? Tức là đó, price. Đó là cái sản phẩm, đó là cái trình độ của mình, cái kỹ năng, cái kiến thức của mình đó, đó là cái product của mình đó, nó đúng chưa? Và các promotion, tức là mình đã thử là ở trên thị trường nhiều người họ biết tới mình hơn chưa, lâu lâu mình đi sau điên chỗ này chỗ kia một xíu để mình xem là cái thị trường nó đang như thế nào, người ta đang đánh giá mình như thế nào, đâu mất gì đâu, đúng không anh? Đấy, cho nên là, và cái chuyện đầu tư thì các bạn sẽ thấy rằng là 1 triệu cũng có thể đầu tư nhé, 500.000 cũng có thể đầu tư nhé. Đấy, vấn đề quan trọng là mình bắt đầu mình có một cái khoản để dư ra và mình bắt đầu bỏ tiền vào trong đầu tư. Thì khi mà cái quan trọng nhất trong cái đầu tư đều như vậy là cái thói quen. Khi mà bạn có 500.000 bạn đầu tư được, khi bạn có 1 triệu bạn đầu tư được, thì đến lúc đó khi mà bạn cầm tiền 100 triệu thì bạn cũng sẽ có cái suy nghĩ là mình sẽ tiếp tục đầu tư. Chứ còn nếu mà không đầu tư đó, các bạn hình dung những cái người mà có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó, ví dụ trúng số hay là trúng đất cát gì, quy hoạch gì đó, tự nhiên cầm trong tay hàng chục tỷ mà chưa bao giờ biết đầu tư đó các bạn, tiền đó nó cũng đi à. Nhưng mà khi mà bạn mà đầu tư từ 500.000, bạn biết để dành đầu tư, bạn quý những cái đồng tiền nhỏ, đúng không? 1 triệu bạn cũng quý, 500.000 bạn cũng quý, thậm chí 50.000 bạn cũng quý, bởi vì nó là tiền. Thì khi đó mình đầu tư để cho nó tạo ra cái giá trị nữa, thì khi mình cầm tiền lớn đó, mình không có bị sốc, mình không bị ngây dại trước cái số tiền lớn mà tự nhiên mình có. Đó, thì cái đó là một cái rất là giá trị. Rồi. Ok, thì có bạn hỏi cái quỹ đầu tư em đang lãi 20%, nghe đâu thị trường đang chỉnh mạnh, bây giờ có ra hay không? Cái này thì phải có thời gian để mình xem kỹ lại. Ví dụ như hồi đầu Tết, đầu năm mình share với các bạn một cái danh mục nhỏ của mình đó. Đấy, mình hôm qua, hôm kia mình cũng nhắn với lại cái nhóm riêng rồi đó, bây giờ nó tăng dữ quá, cũng đã tăng 20% rồi, mới có hơn tháng à. Cho nên mình nói là để phải coi lại thêm các cái chỉ số, ví dụ như là phân tích kỹ thuật, xem là ví dụ như cái thời điểm này nó đã quá nóng chưa, nó đã vượt quá các cái điểm mà gọi là các cái mức cản chưa đó, thì mình xem. Còn nếu mà ví dụ như là các bạn nào mà vẫn có trong cái khả năng chịu đựng của mình được thì giữ thôi đó. Nói chung là khó mà có được một cái đáp án chung cho tất cả mọi người đấy.
Rồi. Mà ý là cùng cái câu này thì tức là ngoài cái yếu tố mình tham khảo người khác, nhưng mà câu hỏi này nó cũng chứng tỏ là mình đang bị thiếu cái kế hoạch đầu tư ngay từ ban đầu. Bởi vì nếu mà ban đầu có kế hoạch đầu tư thì mình đã biết là tới cái đoạn nào nó sẽ như thế nào. Được, ví dụ nếu trong kế hoạch đầu tư mình nó có một cái điều nó quy định là nếu mà cái danh mục của mình nó có performance mà nó ví dụ như nó gấp 3 lần hoặc 4 lần cái lợi nhuận chung lãi suất trung bình của ngân hàng mình ra, ví dụ vậy, thì trong cái kế hoạch đầu tư mình thì ở đây mình đã biết là mình ra. Hoặc là ví dụ 20%, nhưng mà ví dụ mình mới tích lũy được có 2 kỳ thôi và mỗi kỳ mình mới tích lũy có 5 triệu thôi, thì nó lại chưa phải lúc để mình ra, ví dụ vậy đó. Thì nó tùy cái là mình nên là gì, mình nên có kế hoạch đầu tư ở ngay từ ban đầu rồi, thì lúc đó vào trong phiên mọi thứ trong cái quá trình của nó sẽ dễ dàng hơn cho mình rất nhiều, hơn là khi đi tới đâu xong đầu mình phải đi ngó xung quanh. Bởi vì anh em không ở trong cái vị thế của mọi người, không hiểu được là cái mục tiêu của mọi người như thế nào, quản trị rủi ro của mọi người ra sao, cách đi vốn của mọi người ra sao. Như là ví dụ có một người 20% là đoạn này chúng ta phải ra rồi, nhưng có người khác 20% chưa chắc, ví dụ vậy. Nên là cái đó là cái mỗi người mình phải xây cho mình, nên mình thử tìm bỏ một thời gian ra để làm như Đức nói. Đồng đầu tư tối thiểu đầu tiên là phải có mục tiêu đầu tư, thứ hai là chúng ta phải có chiến lược đầu tư, thứ ba là chúng ta có chiến thuật đầu tư, và thứ tư là chúng ta cần có lên được cái kế hoạch đầu tư, và nếu làm được nữa thì đó là nhật ký đầu tư của mình. Và một cái nữa là đối với cái chuyện mà đầu tư với số tiền ít, mình đầu tư đều đặn từ từ đó, thì cái mà về mặt tâm lý để nó tạo ra một cái động viên cho các bạn trong cái đầu tư đó, tại vì thị trường nó sẽ có những cái lúc điều chỉnh đúng không, có những lúc mà nó sẽ cái này chung cả thị trường, ví dụ như nó giảm 5-7%, có thể một ngày nó giảm 5-7%, thì không phải vì cái điều chỉnh của thị trường chung như vậy mà mình hoảng loạn, mà mình đi thanh lý cái tài khoản của mình bán ra, mình chỉ nói là mình giữ tiền mặt rồi sau đó mình chờ nó xuống đáy rồi mình bắt, không phải như vậy. Các bạn sẽ nhìn lại cái tổng cái giá trị tài sản mà mình đã tích lũy qua cái thời gian. Đây các bạn hình dung không? Mình làm một cái phép toán rất là đơn giản đi. Ví dụ như mình nói là mỗi năm đi, một bạn để dành được là 50 triệu. Đúng không? Mỗi năm bạn để dành được 50 triệu. Cái năm đó cho cái thị trường nó có giảm đi là 20% đi, thì sau đến năm thứ hai bạn có 100 triệu. Bạn có giảm 20 triệu đi nữa thì trong cái tài khoản của bạn đang đầu tư bạn cũng đang còn là 80 triệu. Các bạn hình dung không? Chứ còn nếu mà bạn sợ vì cái chuyện là nó giảm, thị trường nó giảm như vậy mà bạn không có bỏ tiền vô đầu tư đó, thì lúc đó là các bạn cũng chỉ còn có giữ lại cái năm đầu nó chỉ có 50 triệu, hoặc nó bị giảm thêm, hoặc là các bạn rút ra đầu tư, rút hẳn ra khỏi cái chuyện đầu tư luôn, thì các bạn không có cái số tiền đó. Đó. Cái đó là cái mà mình cần nhìn là trong cái giống như Đức nói đó, mình mua những cái tài sản vật chất là không phải mình đếm cái giá trị của nó, mà mình đếm cái số lượng mình đang có. Ví dụ như là mình không phải giá vàng nó biến động mà mình sợ, mà mình phải đếm là bây giờ mình đã được bao nhiêu chỉ vàng rồi, bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu miếng vàng rồi. Đó. Hoặc là ví dụ như cổ phiếu của ngân hàng tốt đó, cổ phiếu của công ty tốt đó, cổ phiếu của cái chứng chỉ quỹ tốt đó, mình đang nắm được bao nhiêu cái chứng chỉ. Đó. Thì cái đấy cái mà mình, cái quá trình mình tích lũy theo thời gian. Rồi, ok. Có Huấn hỏi là cái này là cũng ok, chuyện tích lũy thì bây giờ các bạn bắt đầu quan tâm đến crypto nhiều rồi nghe. Cái này có một bạn hỏi mình cách đây 3 tháng nè, đấy có một bạn tham vấn với mình 3 tháng, mình kêu là đấy bây giờ là happy rồi kìa, rất là vui. Rồi, có một bạn hỏi là nên mua cái ETF chưa? Hình như là chưa, nhưng mà có một số bên thứ ba họ cung cấp rồi, thì giống như cái tụi Grayscale đó thì bây giờ là nó cũng cung cấp rồi, có nghĩa là, nhưng mà thường thì ở Việt Nam mình chưa, nhưng mà các hình thức khác một cách official thì mình nghĩ là chưa đâu, đặc biệt là cho người Việt Nam, tại vì ví dụ tụi Mỹ Grayscale nó cũng đã cung cấp từ lâu rồi, tụi Thụy Sĩ nó cũng có nhiều chỗ rồi, nhưng mà những cái đó nó chỉ dành cho những công dân ở bên đó thôi. Đấy, thì cái mô hình ETF này các bạn biết nó cũng tồn tại lâu rồi, nhưng mà chẳng qua hôm rồi đầu tháng 1 là nó được niêm yết chứng trên cái sàn chứng khoán, là coi như là chứng khoán. Chứ còn cái ETF bình thường dạng như mình gọi là giống như OTC đi thì nó cũng đã có từ trước rồi. Nó kiểu giống như là một cái chứng chỉ quỹ thôi, của một cái công ty quản lý quỹ người ta cung cấp thôi. Đấy. Và mình nghĩ là cái xu hướng mà ETF về tiền điện tử này cũng là một cái xu hướng rất là lớn đó, cái nhu cầu rất là nhiều, bởi vì nó có thể đa dạng được cái rủi ro hơn, rồi cũng có thể là
trong cái trường hợp mà đầu tư cái ETF đó thì có một số cái chiến thuật mà nó có thể là ETF chủ động, giống như là cái ACK investment của chị Cathy Wood vậy đó. Đấy. Ok. Rồi đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cho nên đừng có lo là mình ít tiền là mình không đầu tư được. Bây giờ thì cái tài chính nó đã được mở rộng rất là nhiều. Hồi xưa các bạn biết là cái chuyện đầu tư chứng khoán hay đầu tư nó rất là khó, nó dành cho một số ít hơn, một cái tầng lớp trung lưu khá giả trở lên mới gọi là đầu tư thôi, hoặc là ở những cái nước phát triển thôi. Còn bây giờ thì ngay cả ở Việt Nam của mình thì mọi người cũng có thể bắt đầu tư với cái số tiền nhỏ được rồi, đúng không? Rồi mọi người có thể đầu tư trực tiếp hoặc là thông qua một cái bên thứ ba. Thì đấy là có những cách đầu tư khác nhau, nhưng cái quan trọng nhất là vẫn là cái số tiền mình đầu tư đều đặn, mình có được cái thói quen, mình có một cái kỷ luật, mình có một cái kiến thức để mà xem xét lại cái danh mục của mình, ít ra là trung thu nhị kỳ, rồi là mình cũng thể có được cái cách để làm sao mà mình tăng được cái thu nhập của mình lên đó. Nói chung là một cái cuối cùng các bạn thấy nó rất là đơn giản, đúng không? Nghĩa là về phương pháp, về cách, nhưng cái còn lại là cái action thôi, cái hành động thôi, cái hành động của mỗi người thôi. Và thật ra thì cái này không phải là cái impossible. Các bạn nhìn qua đi, rất là nhiều người, nhiều lắm nha, họ cứ họ để dành thôi đó các bạn, chứ không phải họ đầu tư đâu. Mà nói như Đức đó là kiến tha lâu đầy tổ đó, mình cũng kinh ngạc luôn đó. Có nghĩa là họ, đó là họ chưa biết đầu tư đó nha, họ chưa biết là để cái tiền nó đẻ ra, họ chỉ biết là chỉ để dành thôi đó. Mà sau một thời gian là đã tạo ra được một cái đó, một cái giá trị nó lớn như vậy rồi. Dạ, yeah. Cái người mà em biết, mà biết trực tiếp luôn đó là hàng ngày người ta đi, gọi là đi lượm vé chai đó, mà người ta bán vé chai thôi, nhưng mà xong lần đầu người ta tích cóp mà đủ tiền là đi mua cho họ nửa phân, một phân vàng gì đó, mà bây giờ cũng đã có mười mấy cây vàng. Wow. Hoặc là biết cái chuyện đợt trước anh nghe nói cái chuyện mà cái người ăn xin mà ban đêm bị mất cả mấy cây vàng đó, tức là họ tích lũy từng cái nhỏ đó thôi đó, nhưng mà mọi người đừng có cái đó là mà họ tích lũy những thứ mà nó không đẻ đó, chứ đừng có nói là khi mà mình tích lũy đầu tư vào những thứ nó đẻ nữa, nó còn kinh khủng nữa, cái gia tốc ở phía sau của lãi kép rất mạnh. Đúng rồi đấy. Ok, thì đấy là mình và Đức ha, chương trình TD Show Tiền Đại Tiền Khôn tuần này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chắc là anh em mình sẽ cố gắng tìm một cái giải pháp kỹ thuật như thế nào nữa. Cảm ơn là cả nhà mình là cũng đã nói chung là rất là thông cảm với anh em mình. Bảo Trung ơi, Bảo Trung coi lại giùm Đức cái câu hỏi của Bảo Trung là app quản lý á, thì Bảo Trung coi lại giúp Đức cái chương trình mà hai anh em nói về thiết lập ngân sách nha. Trong cái chương trình thiết lập ngân sách, Đức nói rất kỹ về cái phần này. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người ở chương trình tuần sau. Ok rồi. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Chào cả nhà. Ok.